Singapore mà tôi biết rất nhiều, và giáo sư Butler của Mỹ sẽ nói về những nghiên cứu về điều trị suy tim phân tử máu giảm, amplitude, và đặc biệt cái nghiên cứu về điều trị suy tim phân tử máu bảo tồn, nghiên cứu amplitude. Thì ở đây các giáo sư phần đầu các giáo sư sẽ trình bày về những vấn đề chung về tim mạch, về suy tim, về sinh lý bệnh, và sau đó thì các hai nghiên cứu đó. Sau đó đến các đồng nghiệp có thể có những câu hỏi nếu có. Nhưng mà sau đó đến phần 2 là cái phần chúng ta hoàn toàn bằng tiếng Việt, thì chúng tôi sẽ cùng các đồng nghiệp chúng ta có thể trả lời những câu hỏi các đồng nghiệp đưa ra về vấn đề SGLT2 inhibitor, đặc biệt đây là empagliflozin, trong điều trị suy tim phân tử máu giảm và mới đây suy tim phân tử máu bảo tồn. Chúng tôi tin rằng các nghiên cứu này sẽ góp phần cho chúng ta để điều trị suy tim cho người bệnh. Thì thay mặt chủ tọa đoàn, chúng tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp đã tham dự, và chúng tôi tin là hội thảo sẽ thành công. Xin cảm ơn các đồng nghiệp về công ty Boehringer Ingelheim đã giúp tổ chức cái buổi hội thảo. Chúng tôi nghĩ là rất hấp dẫn ngay. Xin cảm ơn.
Xin chào tất cả các bác sĩ, tôi là Wilson Carbonell, giám đốc ngành hàng tim đái tháo đường và chuyển hóa khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc. Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia với tôi ngày hôm nay. Và trong tháng 8 vừa rồi, chúng ta đã phát hiện một cái kết quả nghiên cứu mới rất là đáng ngạc nhiên của chương trình Embryo Preserve. Và do đó, chúng tôi tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay để mà cập nhật những cái thông tin mới, không chỉ là Embryo Preserve mà còn kỷ niệm một năm ra đời của chương trình nghiên cứu Embryo Reduce. Để mà không có kéo dài thêm chương trình, tôi xin phép giới thiệu chủ tọa của buổi hội thảo ngày hôm nay. Đây là giáo sư danh dự của Đại học Lorraine Pháp. Ông đồng thời cũng là chủ tọa của chương trình điều trị suy tim khu vực vùng Lorraine. Ông cũng đồng thời là điều phối viên của mạng lưới nghiên cứu lâm sàng tim mạch của Pháp. Đồng thời, ông cũng là một thành viên chủ chốt tham gia cái nghiên cứu của chương trình Embryo. Xin chào mừng giáo sư Fayez Zanat. Xin mời giáo sư. Rất cảm ơn lời giới thiệu và xin chào mừng các bạn tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay với chúng tôi. Thì ở ba khu vực trên toàn thế giới ha, chúng ta có rất là nhiều cái đại diện tham gia cái nghiên cứu chương trình Embryo. Và các bạn sẽ được nghe từ bác sĩ Ferreira. Từng tham gia cái nhóm nghiên cứu của tôi và hiện tại bác sĩ đã làm trưởng một cái nhóm nghiên cứu ở tại Bồ Đào Nha. Và sau đó là chúng ta sẽ nghe giáo sư Butler, là ông đã dạy từ 6 giờ sáng ở New York. Nguyên gốc của ông đến từ Jackson, Mississippi, thì sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm của ông trong cái chương trình nghiên cứu Embryo. Thì mục tiêu của chúng ta là sẽ cập nhật những cái phân tích mới từ những cái chương trình nghiên cứu như là Embryo Reduce, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích subgroup mới. Và sau đó cái phần này được trình bày bởi giáo sư Ferreira và tôi. Và sau đó là giáo sư Javed Butler sẽ trình bày về cái nghiên cứu Embryo Preserve để xem xét rằng những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị xuyên suốt cái thay đổi EF của bệnh nhân. Và sau đó là chúng ta sẽ có những cái hot topic để mà thảo luận với nhau về cái nghiên cứu Embryo Preserve. Và đây là những cái câu hỏi mà chúng tôi rất rất là thường gặp từ các bác sĩ ở trên toàn thế giới về cái chương trình nghiên cứu Embryo Preserve. Thì nó có một số điểm vẫn còn tranh cãi và chúng tôi quyết định trình bày cái khái niệm của mình để rõ hơn cho các quý đồng nghiệp. Và sau đó tôi xin mời các bạn đến cái phần Q&A và các bạn có thể đặt câu hỏi vào cái phần Q&A hoặc là chat box. Các bạn có thể thấy cái biểu tượng Q&A ở phía dưới màn hình. Các bạn có thể sử dụng nó để mà đặt cái câu hỏi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ theo dõi các câu hỏi và trả lời cho hy vọng là tất cả mọi các câu hỏi. Và để không có làm trễ hơn thời gian của các bạn, tôi xin phép giới thiệu bác sĩ giáo sư Ferreira. Thì ông là một cái thành viên trẻ của cái hội đồng nghiên cứu Embryo. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch và hiện tại đang là một cái nhà nghiên cứu lâm sàng chủ chốt ở tại Bồ Đào Nha. Và sau đó là chúng ta có giáo sư Javed Butler. Thì hôm nay là ông đang ở New York ha, nhưng mà thật sự là ông là giảng viên giáo sư y khoa ở trung tâm Đại học Mississippi ở Hoa Kỳ. Ông đồng thời cũng là chủ tọa của chương trình nghiên cứu Embryo. Ông tham gia rất là nhiều vào những cái nghiên cứu cũng như là cái mạng lưới điều trị và nghiên cứu về suy tim. Như vậy để không kéo dài thêm, chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình của cái nghiên cứu Embryo ngày hôm nay bằng cách là mời giáo sư Ferreira. Xin mời ông. Tốt hơn là bắt đầu bằng cái slide đầu tiên trước khi là cái slide cuối ha.
Các bạn có nghe tôi rõ không ạ? Dạ, rất là cảm ơn cái lời giới thiệu của giáo sư Faiz. Và tôi rất là vinh dự được tham dự cái buổi hội thảo này hôm nay. Xin chào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, dù là các bạn ở cái khu vực nào ở trên toàn thế giới tham dự cái buổi hội thảo này với chúng tôi. Tôi hy vọng rằng cái bài nói này sẽ đem đến cho bạn những cái kiến thức mới, cập nhật mới trong cái nghiên cứu Emperor Reduce và một số cái phân tích subgroup để nó có thể giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái vai trò điều trị của nhóm thuốc empagliflozin cho bệnh nhân suy tim, và đồng thời nó cũng cung cấp cho chúng ta những cái điểm nhấn về cái tính hiệu lực cũng như an toàn của empagliflozin trong suy tim phân suất tống máu giảm HFrEF. Thì hiện tại tôi là thành viên của Đại học Y khoa Porto ở Bồ Đào Nha, đồng thời cũng là một thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Lâm sàng ở tại Nancy, Pháp. Đây là cái mâu thuẫn lợi ích của tôi. Thì cái phân tích đầu tiên, một cái bài báo đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là ảnh hưởng của cái khu vực và dân tộc ở trên cái đáp ứng với empagliflozin ở bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu giảm. Kết quả từ cái nghiên cứu Emperor Reduce, nó đã được công bố trên tạp chí Tim mạch châu Âu. Cái công trình này được tiến hành bởi giáo sư Caroline Lam ở đầu năm nay. Và cái kết quả chính mà cái bài báo này công bố là chúng ta thấy rằng khi mà mình xét về cái kết cục chính của cái nghiên cứu, tức là cái tử vong tim mạch hoặc suy tim, nhập viện vì suy tim, chúng ta thấy rằng các bệnh nhân ở châu Âu có vẻ như kém hiệu quả hơn so với các thành phần khác ở trên thế giới, và cái nhóm dân số mà lợi ích nhất là ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi đánh giá những cái kết cục liên quan đến những cái suy tim xấu đi của cả nội viện và ngoại viện, tức là chúng tôi gom cả những cái bệnh nhân ngoại viện mà có xấu đi suy tim. Bởi vì chúng ta biết rằng là những cái điều trị này không chỉ là dành cho bệnh nhân nội viện mà còn dành cho bệnh nhân ngoại viện nữa. Và chúng ta thấy rằng có một cái sự khác biệt. Nó không có quá khác biệt giữa các dân số ha. Nhưng mà rốt cuộc cái người châu Á vẫn là cái người dân số có vẻ được xem như là lợi ích nhiều nhất từ trong cái nghiên cứu này. Giảm được cái kết cục gộp lên tới 53%. Và đây là một cái thông tin hết sức là quan trọng, đặc biệt là dành cho các bệnh nhân ở tại châu Á. Có thể được có vẻ như là cái lợi ích nhiều hơn khi mà điều trị suy tim phân suất tống máu giảm với empagliflozin. Một cái phân tích nữa là cái ảnh hưởng của cái việc sử dụng sacubitril valsartan về cái hiệu lực và an toàn của empagliflozin ở trên bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Kết quả từ nghiên cứu Emperor Reduce, thì cái bài báo này được công bố bởi tác giả Milton Parker cũng ở trên tạp chí Tim mạch châu Âu. Bởi vì mình biết là sacubitril valsartan là một cái điều trị nó hiệu quả hơn ức chế men chuyển trong cái việc giảm tử vong tim mạch cũng như là nhập viện suy tim cho bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu giảm. Và do đó hiện tại bây giờ nó đã trở thành một cái thuốc được lựa chọn thường xuyên thay vì là cái thuốc ức chế men chuyển hay là thuốc chế thụ thể trong điều trị suy tim. Và ở trong nghiên cứu Emperor Reduce, mình thấy cái số lượng bệnh nhân được điều trị với lại acne nó chỉ khoảng là 20% ha. Nó cao hơn trong cái nghiên cứu DAPA-HF khi chỉ có 11% bệnh nhân được điều trị với sacubitril mà thôi. Và chúng ta thấy rằng dù cho cái điều trị nền là như thế nào, có hay không có sử dụng nebulizing, thì chúng ta thấy cái hiệu quả của empagliflozin nó hoàn toàn là đồng nhất. Thì liệu dù cho bệnh nhân có điều trị với lại sacubitril valsartan hay là không có cái thuốc này, và chúng ta thấy rằng không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nghiêm trọng nào khi mà phối hợp hai cái điều trị này với nhau, tức là empagliflozin với lại nebulizing. Mình thấy là nó hoàn toàn tương đồng với nhau ha. Đặc biệt là cái hạ huyết áp ha, nó chỉ có khoảng chừng 8 đến 9%
ở trên cái việc phối hợp giữa emagliflozin với lại nepirlizin như vậy nó rất là an toàn. Và đồng thời tiếp theo, một cái thuốc mà chúng ta cũng rất là quan tâm khi mà nó có khả năng cải thiện cái kết cục cũng như là tử vong của bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm, đó là cái thuốc kháng thụ thể mineralocorticoid. Thì đây là một cái bài báo mà tôi publish ở trên tạp chí tim mạch của Hoa Kỳ đầu năm nay. Thì trong cái chương trình nghiên cứu Emperor Reduce, hơn 70% bệnh nhân được điều trị với lại cái thuốc kháng thụ thể aldosterone. Như vậy chúng ta thấy bệnh nhân có cái điều trị nền khá là đầy đủ ha, và chúng ta cũng thấy rằng cái hiệu quả nó tương tự như dù cho bệnh nhân có hay không có điều trị thuốc kháng thụ thể aldosterone với empagliflozin. Và có một cái khuynh hướng là có vẻ như là đối với lại cái tử vong tim mạch cũng như là tử vong do mọi nguyên nhân trên những cái bệnh nhân được phối hợp giữa empagliflozin với lại thuốc cái kháng thụ thể mineralocorticoid, mình thấy nó lệch về phía bên tay trái ha, đối với những bệnh nhân được điều trị bằng cả hai cái loại thuốc cho cả hai cái biến cố là tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong tim mạch khi mà bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào cái nhóm empagliflozin và có sử dụng thuốc kháng thụ thể aldosterone. Một cái kết quả khá là quan trọng ở đây là các bạn thấy là nó giúp cho giảm đi những cái tác dụng phụ nghiêm trọng, đặc biệt là cái nồng độ kali tăng trên 6 mmol. Mặc dù cái con số tuyệt đối nó là nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy cái khuynh hướng giảm rất là rõ nét cả cái biến cố tăng kali máu khi mà đo 6 hơn trên 6 mmol, hay là bệnh nhân tăng kali máu mà được báo cáo bởi cái bác sĩ lâm sàng điều trị. Và khi mà phối hợp cả hai cái thuốc này với nhau, empagliflozin và kháng thụ thể aldosterone, và chúng ta cũng thấy một cái điểm khá là quan trọng là bệnh nhân được điều trị với empagliflozin thì thường có khuynh hướng là ít phải ngưng cái thuốc kháng độc thụ thể mineralocorticoid hơn. Thì có vẻ là do cái tình trạng là nó không làm tăng kali máu cũng như là nó giữ cho cái chức năng thận của bệnh nhân tốt, nên nó sẽ giúp cho bệnh nhân không cần phải ngưng cái thuốc kháng thụ thể mineralocorticoid. Và cái kết quả này nó khá là quan trọng để mà chúng ta làm cơ sở phối hợp hai cái thuốc này với nhau. Và đương nhiên đối với những bệnh nhân sử dụng empagliflozin thì sẽ ít nhập viện hơn, và chúng ta cũng thấy rằng là cũng ít bệnh nhân trong cái nhóm empagliflozin phải khởi trị với lại thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid, bởi vì đây là một trong những cái thuốc nền tảng để điều trị cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Và một trong những cái phân tích tiếp theo là người ta đánh giá về cái quá tải dịch ở trong cái nghiên cứu Emerald Reduce. Thì đây là một cái bài báo công bố bởi tác giả Milton Parker. Thì bệnh nhân suy tim thì thường có cái tình trạng quá tải dịch, và nó là một cái dự hậu xấu và là một cái yếu tố dự đoán nhập viện ở bệnh nhân suy tim. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của empagliflozin nó rất là đồng nhất, kể cả trên những bệnh nhân có cái triệu chứng quá tải dịch gần đây ha. Và nó giảm được 19% cái nguy cơ kết cục chính ở những bệnh nhân mà gần đây có báo cáo là quá tải thể tích dịch. Và nếu như chúng ta đánh giá những cái biomarker thay đổi ở trong cái nghiên cứu Emperor Reduce, bao gồm cả anti-proBNP và troponin, thì đây là một cái bài báo published bởi tác giả Paul Cox trên tạp chí Tim mạch châu Âu cũng ở đầu năm nay. Thì cái điều quan trọng nhất mình thấy ở đây ha, sau khi mà hiệu chỉnh ở trong những cái mô hình phân tích đa biến, thì hai cái yếu tố tốt nhất để mà dự đoán kể cả cái kết cục chính hay là tử vong do tim mạch, đó chính là NT-proBNP và cái troponin T có độ nhạy cao HS. Và mình có thể thấy ở đây là bệnh nhân mà nằm ở 1/3 cao nhất của cả hai cái mặt cơ này thì cái tỷ lệ xuất hiện biến cố nó cao gấp 9 lần so với những bệnh nhân nằm ở cái tam phân vị thứ nhất cho cả hai cái mặt cơ.
và đây là cả hai cái mặt cơ mà bây giờ có thể sử dụng để đánh giá cái kết cục, tiên lượng cái kết cục ở bệnh nhân suy tim, phân suất tống máu giảm. Và các bạn có thể sử dụng cái phương trình mà chúng tôi đã nghiên cứu rất là dễ dàng trong cái thực hành lâm sàng để từ đó dự đoán cái kết cục của bệnh nhân trong lúc thăm khám. Thì nó rất là dễ sử dụng cho các bác sĩ ở trên lâm sàng khi mà dùng cái thang điểm của chúng tôi. Và một cái phân tích nữa cũng rất là quan trọng khi mà đánh giá về cái huyết áp được công bố gần đây bởi tác giả Michael Bohm cũng trên cái tạp chí Tim Mạch Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy ở đây là đối với những một số các bác sĩ điều trị có thể lo lắng khi mà sử dụng empagliflozin, đặc biệt là những bệnh nhân có cái huyết áp thấp. Bởi vì mình biết là cái bệnh nhân huyết áp thấp nhất ở đây là cái đường màu xanh ha, là những bệnh nhân có huyết áp dưới 110. Thì mình thấy là ở những bệnh nhân này, sau khi mà điều trị thì cái huyết áp của họ lại tăng dần lên. Thì nó có thể là do cải thiện cái chức năng tim của những bệnh nhân này. Và mình thấy là nó hoàn toàn không có cái khác biệt giữa cái empagliflozin và cái giả dược. Với cái mức huyết áp thấp như vậy nó rất là an toàn kể cả cho cái mức huyết áp thấp. Và cái hiệu quả của cái điều trị nó hoàn toàn đồng nhất tùy theo cái mức huyết áp của bệnh nhân. Dù cho là bệnh nhân có cái huyết áp thấp hay cái huyết áp cao thì chúng ta đều thấy cái hiệu quả của cái điều trị. Và có vẻ như là cái huyết áp thấp á, thì cái hiệu quả của cái điều trị nó càng cao hơn. Như vậy đây là những cái dữ liệu rất là khẳng định. Và cuối cùng, đối với lại chất lượng của cuộc sống á, thì đây là một cái bài báo công bố bởi tác giả Butler cũng ở đầu năm nay trên tạp chí Tim Mạch Châu Âu. Thì chúng ta đều biết rằng là cái chất lượng cuộc sống nó là một cái kết cục rất là quan trọng cho bệnh nhân suy tim. Bởi vì những cái bệnh nhân họ quan tâm tới cái chất lượng cuộc sống của họ rất là nhiều. Bởi vì họ muốn là họ có một cái cuộc sống khỏe mạnh thay vì là sống lâu nhưng mà cái cuộc sống nó không có chất lượng. Và do đó trong cái nghiên cứu Embero Reduce, mình thấy rằng nó cải thiện rất là đồng nhất cái chất lượng cuộc sống dù cho bệnh nhân là được phân tích bằng cái thang điểm nào, cái Clinical Symptom Score hay là cái Overall Score. Mình có thể thấy rằng là với cái điều trị này dựa vào cái bảng câu hỏi thì nó rất là đồng nhất cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và dù là trong bất kỳ cái tình huống nào, mình thấy là cái cải thiện chất lượng cuộc sống này nó rất là đồng nhất trong suốt cái dù cho là chúng ta sử dụng cái bảng câu hỏi nào hay là kể cả những cái cải thiện rất là lớn trên 15 điểm, chúng ta vẫn thấy cái hiệu ứng tương tự như vậy. Và nó xảy ra rất là sớm, chỉ sau 3 tháng điều trị, và nó duy trì cái hiệu quả này đến 8 tháng rồi đến 12 tháng điều trị. Và mình thấy là đồng nhất với lại cái cải thiện cái chất lượng cuộc sống thì nó ít đi đáng kể những cái bệnh nhân mà diễn tiến xấu cái chất lượng cuộc sống của họ đi với khi mà điều trị bằng empagliflozin. Thì đó là cái phân tích cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, và tôi rất là vinh dự và mong chờ những cái câu hỏi của các bạn ở phần cuối. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là cảm ơn bác sĩ Ferreira ha. Chúng ta thấy rằng đây là những cái phân tích rất là tuyệt vời. Thì đây là những cái dữ liệu rất là quan trọng và rất hay, rất là chi tiết mà chúng ta có thể phân tích từ một cái nghiên cứu lớn như là cái nghiên cứu Embero Reduce. Và đây, những cái phân tích subgroup này nó rất là có lợi cho các bác sĩ ứng dụng ở trong thực hành lâm sàng. Thì tiếp theo là cái phần trình bày của tôi ha. Thì tôi xin phép được bắt đầu cái bài nói về tối ưu hóa cái hiệu lực điều trị của thuốc ức chế cơn SGLT2 ở trên bệnh nhân suy tim, phân suất tống máu giảm, HFrEF ha. Thì các bạn đã nghe rất là nhiều về những cái phân tích subgroup rồi, thì tôi xin trình bày tiếp tục. Thì đây là cái mâu thuẫn lợi ích của tôi ha.
thì đây là những cái phân tích mở rộng. Thì mình thấy đây là cái kết cục liên quan đến kết cục chính của nghiên cứu Emerald Reduce. Thì mình thấy đó là cái thời gian khi mà bệnh nhân tử vong do mọi nguyên nhân hoặc là nhập viện do mọi nguyên nhân, ở trong cái phân tích này nó là gọi là một cái phân tích biến cố mở rộng. Và cũng như là ở bên tay phải các bạn thấy là cái thời gian mà bệnh nhân cần phải tăng cường cái điều trị khi mà cái suy tim nó xấu đi. Và chúng ta thấy rằng cái biến cố mà hạt outcome mở rộng này nó giảm được khoảng 19%, và nó rất là ý nghĩa thống kê và nó rất rất là có ý nghĩa lâm sàng. Khi mà bạn nói chuyện với bệnh nhân là tôi sẽ kê cho ông bà một cái thuốc mà nó có thể giảm cho ông bà cái nguy cơ phải nhập viện hay là phải tử vong lên đến gần 20%. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta nhìn một cái góc cạnh khác về cái tình trạng xấu đi của suy tim, và chúng ta thấy rằng ở đây đó là thời gian mà bệnh nhân cần phải tăng cường cái điều trị lợi tiểu cho bệnh nhân suy tim, hay nói một cách đơn giản đó là thời điểm mà chúng ta phải điều trị lợi tiểu hoài cho những bệnh nhân suy tim. Và mình có thể thấy ở đây ha, nó giảm được 33% cái việc chúng ta cần phải tăng cường điều trị lợi tiểu hoài cho những cái bệnh nhân suy tim. Tức là chúng ta cần phải tăng cường cái điều trị lợi tiểu, đặc biệt là cho những bệnh nhân suy tim. Thì đó là một cái góc nhìn khác liên quan tới lâm sàng về cái khía cạnh là xấu dần đi ở bệnh nhân suy tim và liên quan tới nhập viện. Và khi mà chúng ta nói về cái tình trạng nhập viện á, thì nhập viện nó có thể là một cái biến cố trung gian, nó có thể là do xấu đi của suy tim hoặc là do những cái biến cố khác. Và chúng ta phân tích là khi mà bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân nhập vào ICU và CCU thì sao? Mình thấy với cái nhóm điều trị bằng empagliflozin, nó giảm được 33% cái nguy cơ nhập vào ICU hoặc là CCU. Và mình thấy là đối với bệnh nhân nhập viện vì suy tim thì nó giảm được 34% những bệnh nhân cần phải sử dụng những cái thuốc vận mạch, đường tĩnh mạch hoặc tăng co bóp cơ tim hoặc là sử dụng thở máy hay là phải can thiệp phẫu thuật. Nó giảm được tới 36% ha, ở cái nhóm sử dụng empagliflozin. Và ở cái hình bên tay phải là mình thấy là những bệnh nhân phải giảm được cái nguy cơ phải sử dụng những cái thuốc truyền tĩnh mạch nó lên tới 37%, và nó có ý nghĩa thống kê. Và nếu như các bạn nhìn vào nhiều cái khía cạnh khác nhau của cái việc xấu đi cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, tức là phải tăng cường lợi tiểu, nhập vào cái đơn vị ICU hoặc là CCU, thì mình thấy là tất cả nó đều giảm hết. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái điều trị, đó là bệnh nhân sẽ đáp ứng với cái điều trị bao lâu sau khi chúng ta khởi trị cho bệnh nhân, thì mình thấy đây là cái hình biểu diễn Kaplan-Meier ha. Và người ta có nhiều thời điểm để đánh giá cái chỉ số thống kê, và chỉ vào ngày thứ 12 thôi thì cái phân tích của chúng ta đã cho thấy hai cái đường biểu diễn nó tách nhau ra, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và đây là lý do mà các bác sĩ không có chần chờ gì khi mà kê toa cái thuốc điều trị này cho bệnh nhân. Bởi vì chúng ta mà chần chờ càng nhiều thì cái nguy cơ mà bệnh nhân của chúng ta phải nhập viện là càng cao, và cái khả năng mà họ cải thiện nó sẽ càng thấp. Và khi mà chỉ mới bắt đầu sau điều trị 12 ngày thì cái phân tích nó đã cho thấy sự khác biệt, và cái sự khác biệt này tiếp tục có ý nghĩa thống kê cho đến ngày thứ 34 và sau đó nữa. Và khi mà chúng tôi phân tích thêm vào những cái thời điểm khác nhau như là 4 tuần, 12 tuần, 32 tuần, 52 tuần. Và mình có thể thấy rằng một lần nữa cái việc mà cải thiện cái triệu chứng suy tim á, nó rất là rõ rệt ha. Mình thấy là cái khả năng cải thiện tùy theo cái mức độ phân loại NIHA của bệnh nhân cải thiện rất là sớm từ cái thời điểm 4 tuần, và sau đó nó đồng nhất trong suốt thời gian theo dõi. Và có số lượng bệnh nhân mà
phân loại NIHA nó xấu đi nó cũng ít hơn, có nghĩa thống kê. Và đây nó thể hiện rất là rõ trong cái phân tích này ha. Cứ tại mỗi cái điểm cắt mà chúng ta phân tích cái sự cải thiện cũng như là cái sự xấu đi của phân loại NIHA của bệnh nhân, thì mình thấy là cái nhóm điều trị bằng empagliflozin thì cải thiện cái chỉ số NIHA của nó rất là tốt và ít bệnh nhân xấu đi hơn. Và chúng ta cũng thấy rằng một số cái phân tích gộp được công bố gần đây, chỉ vài ngày sau khi cái kết quả của nghiên cứu Embryo Reduce ra đời. Bởi vì đây là cái nghiên cứu sau cái nghiên cứu DABA-HF, và bây giờ chúng ta đã có hai cái nghiên cứu cho bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu giảm. Và mình thấy kết quả của hai cái nghiên cứu này nó khá là tương đồng với nhau ha. Mình thấy là cái thời gian theo dõi trung vị của nó là khoảng từ 16 đến 18 tháng, và cái kết cục chính của nó là giống như nhau ha. Chỉ có cái DABA-HF lẫn thêm một cái biến cố nhập viện cấp tính do suy tim mà thôi. Và kết quả của cái phân tích gộp meta-analysis này và cái giá trị của cái meta-analysis này, tức là để xem xét cái hiệu quả độc lập ở bên ngoài của cái nghiên cứu, so sánh giữa hai cái loại thuốc này như thế nào, mà mặc dù nó là cái số lượng, cái đối tượng nghiên cứu nó khác nhau, để xem rằng thực sự là cái hiệu lực của từng cái nghiên cứu nó có thống nhất với nhau hay không. Và mình thấy đây là cái kết cục gộp ha, nhập viện vì suy tim và tử vong tim mạch, và cái kết quả nó hoàn toàn là vượt trội cho cả hai loại thuốc ha. Và mình thấy là cái kết quả này nó rất rất là đồng nhất với nhau. Nó giảm được đáng kể cái kết cục gộp của bệnh nhân. Và chúng ta cũng biết rằng một cái kết cục phụ mà chúng ta quan tâm đó là cái kết cục gộp ở trên thận. Và mình thấy là cái tính tương đồng của hai cái nghiên cứu này cũng rất là cao ha. Thì mặc dù là trong cái nghiên cứu DABA-HF thì nó không đạt được ý nghĩa thống kê, nhưng mà nó không quá quan trọng ha. Quan trọng nhất là khi mà chúng ta test cho cái tính gọi là khác biệt giữa hai cái nghiên cứu á, thì cái trị số B nó rất là lớn. Nó có ý nghĩa rằng cả kết quả của hai cái nghiên cứu này là nó hoàn toàn không có khác biệt và nó rất là đồng nhất. Nó giảm gần như 40% cái kết cục gộp ở trên thận của bệnh nhân được điều trị. Đó là bao gồm là tử vong do thận, bình thường mãn giai đoạn cuối hoặc là giảm kéo dài 50% chức năng thận. Thì như giáo sư Ferreira đã trình bày trước đó, thì cái việc sử dụng acne nó cũng có hay không có nó, thì cái kết quả của nó cũng rất là đồng nhất giữa hai cái nghiên cứu Embryo Reduce và DABA-HF. Thì đây là cái phân tích subgroup, và khi mà chúng ta phân tích meta-analysis cho những cái phân tích subgroup này thì nó sẽ đem lại cái hiệu lực mạnh hơn cho cái phân tích subgroup nếu như mà chúng ta muốn sử dụng nó vào trong thực hành lâm sàng. Và một trong những cái phân tích subgroup tiếp theo cũng cho thấy cái tính đồng nhất giữa hai cái nghiên cứu này, dù cho cái chức năng thận của bệnh nhân là bao nhiêu. Và mình thấy là cái đánh giá bên ngoài như thế này nó rất là quan trọng. Và cái slide này nó cho chúng ta thấy dù cho cái bệnh thận của bệnh nhân là bao nhiêu, eGFR lớn hơn hay bé hơn 60 ml/phút, thì cái lợi ích của bệnh nhân cũng tương đồng với nhau. Và mình thấy là cái nghiên cứu Embryo Reduce nó tuyển những cái bệnh nhân có độ lọc cầu thận rất là thấp ha, lên xuống tới 20 ml/phút ở trên những bệnh nhân có suy tim. Trong khi đó cái nghiên cứu DABA-HF người ta chỉ tuyển cái eGFR tới 30 mà thôi. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái dân số có đái tháo đường hoặc không có đái tháo đường, thì mình thấy là cái nhóm mà có điều trị nó vượt trội cái kết cục rất là rõ rệt ở cả hai nhóm, dù cho bệnh nhân có đái tháo đường hay không đái tháo đường. Nhưng mà mình thấy là ở cái nhóm đái tháo đường thì cái hiệu quả có vẻ tốt hơn một tí. Và không chỉ là nó giúp kiểm soát đường huyết mà nó còn giúp bảo vệ bệnh nhân khỏi cái biến cố tim mạch. Và mình thấy là dù cho hay không có đái tháo đường thì cái kết quả bảo vệ nó vẫn rất là đồng nhất.
Và tiếp theo nữa là cái biến cố gột ở trên thận á, thì mình thấy là dù cho bệnh nhân có hay không có đái tháo đường thì cái kết cục gột trên thận này, cái lợi ích trên thận nó vẫn rất là đồng nhất giữa hai cái nhóm dân số có và không có đái tháo đường. Và các bạn có thể thấy ở đây ha, một cái phân tích khác. Đây là bệnh nhân có đái tháo đường, có tiền đái tháo đường hoặc là không có rối loạn đường huyết. Thì mình thấy là đây là cái thay đổi HB1C theo từng nhóm ha. Thì mình thấy ở cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường thì nó giảm được khoảng 0,16% HB1C. Thì cái sự khác biệt này nó chỉ có khác biệt ở bệnh nhân có đái tháo đường, tức là cái giảm đường huyết chỉ xảy ra ở bệnh nhân đái tháo đường mà thôi. Trong khi đó ở đối tượng tiền đái tháo đường và không có rối loạn đường huyết thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái đường huyết của bệnh nhân cả. Và một cái phân tích tiếp theo là dựa vào cái chức năng thận ban đầu của bệnh nhân, xem rằng bệnh nhân có bệnh thận mãn hay không có bệnh thận mãn ở đầu nghiên cứu thì cái kết cục sẽ như thế nào. Thì mình thấy cái hiệu quả điều trị của empagliflozin nó cũng đồng nhất, nó có lợi ích ở trên cái kết cục chính cho dù bệnh nhân có hay không có bệnh thận ha. Và mình thấy là cái phân tích này đánh giá cho chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của cái việc điều trị empagliflozin 10mg nó có thể đưa cho bệnh nhân có bệnh thận mãn từ đầu nghiên cứu nó đạt được cái hiệu quả gần như là cái người điều trị bằng placebo ở cái nhóm mà không có bệnh thận mãn về cái kết cục gột trên suy tim luôn. Tức là nếu mà bệnh nhân có bệnh thận mãn thì đương nhiên suy tim sẽ xấu đi, và nếu mà chúng ta điều trị có thể đưa những bệnh nhân này về như là người không có bị bệnh thận mãn luôn. Và tiếp theo thì đây là cái kết cục gột ở trên thận ha. Thì mình thấy dù cho bệnh nhân có hay không có suy thận ngay từ đầu thì cái hiệu lực bảo vệ của cái thuốc này vẫn rất là đồng nhất. Và đó là lý do mà tại sao bản thân tôi và giáo sư Ferreira đã trình bày rất là nhiều cái phân tích subgroup cho thấy nhiều cái lợi ích của cái nhóm thuốc này. Và chính vì những cái lợi ích, vì vậy cái nhóm này đã được xếp vào cái mức độ bằng chứng 1A là một trong những cái điều trị nền tảng cho bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu giảm. Đó là nhóm thuốc ức chế kênh SGLT2 inhibitor tham gia cùng với những cái thuốc như là acne, ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, thuốc đối kháng thụ thể mineral corticoid và beta blocker. Và nó đã được nhấn mạnh trong cái guideline gần nhất của ESC. Và các bạn có thể thấy cái bốn cái thuốc này bây giờ nó thuộc nhóm 1A ha. Ức chế men chuyển, ức chế beta, MRA và thuốc ức chế kênh SGLT2. Và nó rất là phù hợp cho bệnh nhân có cái nguy cơ tồn dư cao của suy tim. Như vậy, tôi xin phép nhấn mạnh lại những cái phát hiện chính của cái nhóm thuốc ức chế kênh SGLT2 inhibitor empagliflozin. Thì cái việc sử dụng cái thuốc này á, nó rất là đơn giản ha, rất là trực quan, không giống như những cái thuốc khác nó rất là phức tạp khi mà điều trị cho bệnh nhân suy tim. Chúng ta có thể sử dụng một cái liều duy nhất một ngày, EMBA 10mg hoặc là DAPA 10mg, một lần một ngày, và không cần phải là bắt đầu liều thấp, tăng liều dần dần theo thời gian. Và trong cái nghiên cứu, cái số lượng bệnh nhân phải ngưng thuốc vì cái tác dụng phụ nó còn thấp hơn ở trong cái nhóm placebo. Như vậy chúng ta hoàn toàn không có cái lo lắng gì về cái tính an toàn của thuốc này. Không có tăng kali máu, không có tụt huyết áp. Và mình thấy như là giáo sư Ferreira đã trình bày, cái tỷ lệ tăng kali máu nó còn thấp hơn nữa và nó không làm xấu đi chức năng thận. Và nó không ảnh hưởng đến làm giảm đường huyết hay là nhiễm cetone luôn ha. Và do đó là chúng ta cũng không cần phải theo dõi những cái xét nghiệm của bệnh nhân quá nhiều khi mà bệnh nhân được điều trị. Và nó làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Nó dễ hơn rất nhiều khi mà chúng ta phải điều trị những cái thuốc như là ức chế men chuyển, MRA hay là ức chế beta, thì mình phải theo dõi, chỉnh cái liều thuốc, theo dõi chức năng thận, theo dõi ion đồ.
Như vậy là mình thấy là không có tụt huyết áp, không có thay đổi đường huyết, không có ảnh hưởng lên ion đồ, mà đặc biệt còn ít tăng kali máu hơn nữa. Dù cho bệnh nhân có hay không có đái tháo đường thì nó cũng không có làm cho bệnh nhân bị tụt đường huyết, cũng như không có làm tăng cái nguy cơ nhiễm toan cetone. Và do đó tôi không nghĩ cái tính an toàn đó là một cái vấn đề khi mà chúng ta khởi trị cái nhóm thuốc này, thì chúng ta sử dụng cái thuốc này nó rất là dễ dàng để có thể ứng dụng trong lâm sàng và nó rất là trực diện ha. Và hy vọng rằng cái với sự có mặt của cái nhóm thuốc này, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng nó vào thực hành lâm sàng cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm một cách hết sức dễ dàng, không chỉ cho bệnh nhân mà còn cả cho bác sĩ điều trị nữa. Cảm ơn rất là nhiều sự lắng nghe của các bạn. Tiếp tục chương trình thì tôi xin giới thiệu giáo sư Javid Butler. Và các bạn có thể thấy là chúng tôi ở khắp thế giới ha, từ New York, từ Pháp, từ Bồ Đào Nha, rất là nhiều nơi trên thế giới chúng tôi có thể tham gia với nhau. Xin mời Javid. Thì tôi rất là vinh dự tham gia với các bạn trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Hy vọng rằng là những cái ngày mà chúng ta phải tham gia hội nghị trực tuyến này nó sẽ sớm qua mau và chúng ta có thể gặp trực tiếp với nhau. Thì đây là cái phần mâu thuẫn lợi ích của tôi ở phía cuối cái slide. Thì tôi sẽ tập trung vào một cái chương trình nghiên cứu chị em của cái chương trình Embero Reduce, đó là Embero Preserve. Và một cái điểm mà các bạn cần phải nhớ trong cái chương trình nghiên cứu Embero Preserve, đó là những cái dữ liệu về dịch tễ học của bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn thì nó đã rất là đa dạng ở rất là nhiều quốc gia. Thì tôi bắt đầu bằng một số cái nghiên cứu dịch tễ học và một số cái nghiên cứu về sinh bệnh học của cái HBF, tức là suy tim phân suất tống máu bảo tồn, trước khi đến cái chương trình nghiên cứu Embero Preserve. Thì mình biết bệnh nhân suy tim nó đang gia tăng dần và nó một gánh nặng không chỉ là ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Dù cho các bạn là ở châu Âu, châu Á hay là châu Phi thì mình thấy cái tần suất suy tim nó đang gia tăng và nó sẽ đi kèm với việc gia tăng cái chi phí điều trị. Và một cái điểm vậy thì chúng ta cần phải định nghĩa, có một cái định nghĩa duy nhất thế nào là HFrEF, thế nào là HFpEF. Thì chúng tôi sẽ lấy cái ngưỡng là dưới 40% ha và trên 50%, còn trong khi đó cái mid range là từ 41 tới 49%. Và một cái phân loại nữa là HFpEF ha, là cái số lượng bệnh nhân cải thiện cái phân suất tống máu theo thời gian điều trị. Và mình thấy là tập trung chủ yếu của chúng ta là những cái bệnh nhân suy tim mà có phân suất tống máu giảm hơn 40%, thì đó là những bệnh nhân mà phải nhập viện cấp tính và phải xài những cái thuốc lợi tiểu vận mạch tĩnh mạch. Thì đối với những bệnh nhân có cái EF lớn hơn 40% thì nó có thể là phân loại từ 40 đến 50 hay là lớn hơn 50%, thì có rất là nhiều cái nghiên cứu trên cái nhóm đối tượng này được tiến hành. Thì trong những cái dân số suy tim thì cái nhóm HFpEF này nó vẫn chiếm đâu đó 40 đến 50%. Thì chúng ta sẽ thảo luận về những cái kết quả trên những cái đối tượng này. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng trả lời cái phần đó ở trong cái phần Q&A. Thì dù cho cái tần suất của cái HFpEF thì mình thấy là đối với những cái bệnh nhân suy tim thì nó chiếm đâu đó khoảng một nửa số lượng bệnh nhân có suy tim. Và đây là một cái con số rất là đáng kể ha. Nhưng mà cái tỷ lệ nhập viện theo thời gian á, thì cái nhóm HFpEF này nó sẽ dần dần thay thế cái nhóm HFrEF, là cái nhóm có tỷ lệ nhập viện dần tăng cao theo thời gian. Thì tại sao như vậy? Đây không phải là vì cái nhóm phi suy tim phân suất tống máu giảm nó kém quan trọng hơn,
Thì nếu mà có thể nói về cái tỷ lệ đó thì cái nhóm HBF nó đang chiếm ưu thế và nó sẽ là có thể là cái đối tượng tăng dần nhập viện theo thời gian. Thì có một số cái yếu tố ảnh hưởng đến cái nguy cơ gia tăng cái HBF, đó là dân số của chúng ta già đi, cái đời sống của bệnh nhân kéo dài lên thì nó sẽ có những cái cơ hội chúng ta thấy nhiều cái ca HBF hơn. Đồng thời mình thấy là có những cái bệnh lý đồng mắt, nó có thể là tim mạch hoặc không phải tim mạch, nó cũng làm gia tăng cái HFpEF, chẳng hạn như là tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, nó càng lúc càng nhiều nên nó sẽ xuất hiện nhiều HFpEF hơn. Và cuối cùng một cái điểm nữa thì mặc dù là cái dữ liệu của chúng ta không có đầy đủ nhưng mà mình cũng thấy rằng là có thể khi mà chúng ta gia tăng cái nhận thức về HFpEF thì nó sẽ giúp cho các bác sĩ người ta dễ dàng người ta chẩn đoán và người ta nhận diện hơn. Nó phụ thuộc vào cái triệu chứng của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân có thể khó thở, có thể phù và bệnh nhân có béo phì, đái tháo đường nhưng mà trước đó bây giờ người ta khó thở và người ta không có một cái chẩn đoán thì có thể rất là chẩn đoán là HFpEF. Và mình thấy cũng có cái mối quan hệ hai chiều giữa HFpEF và những cái bệnh đồng mắt mà không phải là bệnh lý tim mạch ha. Đây là cái quan hệ hai chiều và mình thấy là với bất kỳ cái bệnh đồng mắt nào, khi mà cái bệnh nhân có một trong những cái bệnh đồng mắt này thì cái tỷ lệ bị HFpEF nó sẽ cao hơn hẳn. Và mình thấy là so với nhóm HFrEF thì cái nhóm HFpEF nó luôn luôn chiếm ưu thế ha. Mình thấy là kể cả những bệnh nhân là có cái phân suất tống máu giảm, suy chức năng thận, hay là bệnh nhân thực sự có cái tình trạng rối loạn chức năng thận thì bệnh nhân sẽ làm xấu đi cái tình trạng suy tim của mình bởi vì nó tái hấp thu muối nước, nó không lọc được. Và bây giờ chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái yếu tố mà chúng ta mới mô tả thì có rất rất là nhiều yếu tố nằm ở phía dưới mà nó có thể ảnh hưởng lên cái chức năng tim mạch của bệnh nhân HFpEF. Mình thấy là nó sẽ dẫn những cái bệnh đồng mắt này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm mãn tính cũng như làm rối loạn cái chức năng tế bào nội mạch và cuối cùng nó làm cho cái cơ tim tái cấu trúc và rối loạn chức năng. Thì tại sao những cái cơ chế sinh bệnh học này nó quan trọng? Thì chúng ta cần phải nghĩ một số điểm. Thứ nhất, nếu như chúng ta có cái điều trị mà có thể giúp cho bệnh nhân ở cái mức cơ bản này thì nó có thể giúp cho bệnh nhân làm chậm cái diễn tiến xấu của suy tim. Và nếu như mà liệu rằng có bao nhiêu cái thuốc nó có thể cải thiện cái kết cục suy tim của những cái bệnh nhân HFpEF như thế này. Và mình thấy là đối với cái kết cục của bệnh nhân HFpEF á, thì mình nhìn ở cái mức độ dân số thì so sánh giữa HFpEF và HFrEF thì mình thấy rõ ràng là cái nhóm HFrEF thì nó có cái kết cục xấu là gần như nhau. Nhưng mà cái nguyên nhân của nó thì khác nhau ha. Ở cái nhóm mà HFrEF á, thì chủ yếu là nó là tử vong về tim mạch cũng như là bệnh mạch vành. Trong khi đó ở cái nhóm suy tim phân suất tống máu bảo tồn thì có rất là nhiều bệnh nhân tử vong không phải là do tim mạch. Và những bệnh nhân không tử vong tim mạch này thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân khác mà có thể gây ra tử vong ha. Chẳng hạn như là đột quỵ, xuất huyết, nó có nhiều nhiều nguyên nhân. Nhưng mà khi mà chúng ta xét đến cái chức năng, chất lượng cuộc sống của những cái bệnh nhân HFpEF thì mình thấy là nó cũng tệ giữa các nhóm với nhau khi mà so sánh với HFrEF. Và cho đến hiện nay cái guideline của ESC, mình thấy đây là cái cập nhật cái guideline từ 2013 đến 2017 của ESC, thì những cái thuốc mà để điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn nó không có quá nhiều ha. Thứ nhất là phải kiểm soát huyết áp hoặc là có thể sử dụng lợi tiểu, còn lại những cái biện pháp điều trị khác nó đều là ở cái mức độ bằng chứng là số 2 hết. Chưa có một cái điều trị nào đặc hiệu cho HFpEF và cái guideline của ESC nó cũng rất là tương đồng. Thì đó là bởi vì tất cả những cái nghiên cứu trước đó mà tiến hành trên đối tượng bệnh nhân HFpEF với những cái thuốc điều trị HFrEF nó chưa cho thấy cái hiệu quả. Và chúng ta thấy rằng khi mà thảo luận về cái chủ đề HFpEF này và tất cả các bạn đều là cái chuyên gia thì chúng ta biết rằng có rất là nhiều cái con đường nó ảnh hưởng đến suy tim. Mình thấy cái con đường bệnh sinh này
mình thấy sinh học của con người nó rất là phức tạp, nó có cái mối quan hệ rất là phức tạp giữa rất là nhiều cái yếu tố và cơ chế với nhau, và mình thấy từng cái cơ chế nó lại liên hệ chặt chẽ với nhau. Thì bạn có thể có cái tình trạng viêm mãn tính mức độ thấp, có cái stress oxy hóa, tăng hoạt cái hệ thần kinh giao cảm cũng như là tăng hoạt của cái hệ renin angiotensin, thì mình thấy là thay đổi cái cấu trúc cơ tim, nó ảnh hưởng trực tiếp lên tim, nó làm sơ hóa tim, rối loạn chức năng tâm trương, nó ảnh hưởng lên cái hệ mạch máu, rối loạn chức năng mạch máu, nó cũng ảnh hưởng ở trên thận, làm tái hấp thu muối nước, đồng thời nó ảnh hưởng đến tất cả các mặt cơ chuyển hóa khác. Thì đó là cái lý do mà tại sao cái thuốc ức chế kênh SGLT2 nó lại hiệu quả như vậy ở trên suy tim, là bởi vì đối với lại tất cả các cơ chế sinh bệnh này, cái thuốc ức chế kênh SGLT2 nó đều can thiệp vào được tất cả, hầu như là tất cả các rối loạn bệnh sinh này. Mình thấy là nó làm giảm đi cái diễn tiến xấu dần của cái tái cấu trúc cơ tim. Nó làm ảnh hưởng tốt lên hệ tim mạch cũng như là thận. Và đó là lý do mà cái hiệu quả điều trị của nó rất là tốt trên cả những bệnh nhân suy tim, phân suất tống máu giảm cũng như là phân suất tống máu bảo tồn. Mình thấy là nó làm giảm đi cái tình trạng tái cấu trúc cơ tim ha. Nó làm giảm đi cái tình trạng rối loạn chức năng tâm thu và rối loạn chức năng tâm trương cũng như là sơ hóa cơ tim. Nó cải thiện được cái chức năng nội mạc mạch máu, nó làm giảm cái độ cứng của mạch máu. Nó làm giảm cái tình trạng viêm hệ thống ha, nó làm giảm những cái yếu tố như là acid uric, nó cũng làm giảm luôn cái stress oxy hóa. Và mình thấy là với cái nồng độ, nó làm tăng cái thể cetone lên, nó làm giảm cái tăng cái quá trình thoái gián chất béo, và nó làm giảm đi cái insulin resistance, tức là đề kháng insulin. Và đương nhiên là ở trên thận, nó cải thiện cả cái chức năng thận. Thì dù cho chúng ta ở cái góc nhìn nào, dù cho bệnh nhân có hay không có đái tháo đường, thì mình biết đây là một cái loại thuốc rất là tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên, mình thấy là cái lợi ích mà tim mạch nó đem lại nó vượt xa ngoài cái câu chuyện đái tháo đường ha. Nó là một cái loại thuốc có thể thay đổi kết cục của bệnh nhân suy tim. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi thiết kế cái chương trình nghiên cứu Emperor Reserve. Người ta đã tuyển chọn những cái bệnh nhân tham gia vào cái nghiên cứu mà có cái phân suất tống máu bảo tồn. Chúng tôi chọn được gần 6.000 bệnh nhân ha. Thì mình thấy trong cái chương trình Emperor Reduce thì tuyển 3.600 bệnh nhân có cái phân suất tống máu bé hơn hoặc bằng 40%. Thì bây giờ tôi sẽ tập trung vào cái nghiên cứu Emperor Preserve. Cái cấu trúc của cái nghiên cứu này nó giống y chang như cái nghiên cứu Emperor Reduce, nhưng mà mình thấy nó tuyển cái nhóm bệnh nhân có EF lớn hơn 40%. Và mình thấy cái kết cục chính của nó là tử vong và tim mạch và nhập viện do suy tim. Và nó cũng đánh giá một số cái kết cục phụ là chức năng thận và tổng cái số lần nhập viện về suy tim. Thì đây là cái kết cục chính ha. Mình thấy nó giảm rất là có ý nghĩa thống kê 21% cái tử vong tim mạch và nhập viện vì suy tim. Hai cái đường cong nó tách ra rất là sớm, ngay từ đầu thời gian điều trị, và nó rất là có ý nghĩa thống kê. Thì tôi còn muốn đề xuất với các bạn, khi mà nếu như mà tôi gỡ hết tất cả những cái số liệu trong cái slide này và mình để cái kết quả này kế bên cái kết quả của cái chương trình nghiên cứu Emperor Reduce, thì có thể các bạn sẽ không phân biệt được đâu là kết quả của Emperor Preserve và đâu là kết quả của Emperor Reduce. Nó rất rất là tương đồng. Khi mà chúng ta phân tích subgroup á, nó không có cái sự ảnh hưởng rất là nhiều người ta quan tâm đến là bệnh nhân có đái tháo đường hay không đái tháo đường, thì kết cục nó có khác nhau hay không, hay là giới. Bởi vì người ta thấy rằng có vẻ như là phụ nữ thì có những cái điều trị hiệu quả hơn ở cái EF cao hơn. Nhưng mà dù cho có hay không có đái tháo đường, nam hay nữ thì cái điều trị nó cũng không có khác biệt. Nó cũng đều mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Thì một số tác giả đã trình bày cái công trình phân tích subgroup này rất là rõ ở cái hội nghị ESC vừa rồi. Và rất là buồn là nó không hề có tương tác với lại bệnh thận mãn, giới hay là tình trạng đái tháo đường của bệnh nhân, và nó có lợi ích ở hầu hết tất cả mọi cái chủng tộc. Và nó không bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng bệnh mạch vành hay là điều trị suy tim trước đó của bệnh nhân.
và có rất là nhiều cái tranh luận xoay quanh cái EF của bệnh nhân, bởi vì chúng ta thấy rằng là người ta thường hay có cái định kiến là có vẻ như là cái hiệu lực của cái điều trị nó sẽ giảm dần khi mà EF nó tăng lên. Mà mình thấy ở đây có ba cái phân nhóm EF dưới 50%, 50-60% và trên 60%. Và khi mà các bạn nhìn vào cái kết cục chính á, nó cái chỉ số p-value tương tác á, nó là 0,21, tức là ba nhóm này nó không có khác biệt với nhau về cái hiệu lực của cái điều trị và đặc biệt là cái kết cục chính của cái nghiên cứu. Cái lợi ích nó sẽ được thấy ở bất kỳ cái EF nào. Tuy nhiên, nếu như các bạn nhìn ở cái góc nhìn cá nhân, mình thấy là có vẻ như cái hiệu lực điều trị nó có vẻ, cái lợi ích nó có vẻ giảm dần khi mà cái EF nó tăng lên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là dù cho như vậy thì cái việc mà cái EF nó giảm nhẹ cũng đã đạt được cái lợi ích của cái điều trị này rồi. Và mặc dù vậy, vì đó là một cái câu hỏi quan trọng và chúng tôi muốn phân tích thêm chi tiết, thì khi mà chúng tôi thực hiện một cái pool analysis của cái chương trình Emperor thì mình gom tất cả những cái dữ kiện lại với nhau, mình thấy không hề có tương tác giữa nam với nữ, và cái hiệu lực điều trị cũng vậy, bệnh nhân giảm được 30% cái biến cố gột. Và mình thấy khi mà cái EF của bệnh nhân bắt đầu tăng lên trên 65% thì có vẻ như cái lợi ích nó cũng không có quá nhiều. Thì làm thế nào mà chúng ta giải thích cái kết quả này? Thì đây là cái mô hình phân tích của chúng tôi ha. Khi mà chúng tôi đánh giá những cái biến số liên tục thì mình hãy đánh giá cái hiệu lực của cái điều trị, cái lợi ích của cái thuốc này theo cái EF nền của bệnh nhân. Mình thấy là xuyên suốt các chỉ số EF nó hoàn toàn không có khác biệt và bệnh nhân đều có lợi ích có ý nghĩa thống kê. Và khi mà chúng tôi phân tích bằng cái mô hình hồ quy đa biến spline đó, thì mình thấy là cái lợi ích nó vẫn còn kéo dài tới 60-70% cái EF. Nhưng mà khi mà nó trên 70% thì có vẻ như là cái lợi ích này nó sẽ giảm đi một tí. Bởi vì, nhưng mà cũng phải lưu ý rằng khi mà cái EF mà nó tăng cao trên 65-70% rồi thì rõ ràng là những cái rối loạn hoặc những là cái cơ chế sinh bệnh của suy tim nó không có còn rõ rệt nữa. Thì có hai cái thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn. Thì thứ nhất là cái thông điệp lâm sàng, và một cái nữa là thông điệp về nghiên cứu. Thông điệp về cái nghiên cứu là chúng ta phải hiểu rất là rõ về từng cái phân nhóm EF của bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Mình phải loại cái nhiễu đủ tốt để mà mình thấy rằng cái lợi nó đem lại. Nhưng mà cái thông điệp lâm sàng thì nó rất là rõ, bởi vì mình biết rằng cái EF của chúng ta nó có thể dao động đâu đó 5-7% ha. Nếu như bệnh nhân có cái EF là 65 thì nó có thể là thực sự EF của bệnh nhân là 58 hoặc là 72. Và mình thấy rằng đối với những cái đối tượng mà EF mà nó trên 70% rồi thì cái cơ chế sinh bệnh học của nó sẽ hoàn toàn khác trong cái nhóm suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Và đây là một lần nữa mình thấy là tùy theo cái mức EF thì nó hoàn toàn không có, luôn luôn có yếu tố bảo vệ điều trị với empagliflozin. Khi mà chúng ta phân tích cái biến cố phụ thứ nhất, tổng số lần nhập viện do suy tim, thì mình thấy cái lợi ích nó rất là rõ nét và nó rất là có ý nghĩa thống kê. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái biến cố gột trình thận ha. Mình thấy là bên tay trái đó là cái mức độ bảo tồn giảm độ lọc cầu thận của bệnh nhân. Mình thấy là với cái việc điều trị bằng empagliflozin, chúng ta bảo tồn được cái chức năng thận nó tương tự như là cái nhóm thuốc ức chế men chuyển, và nó hoàn toàn không ảnh hưởng xấu đến chức năng lọc của cầu thận. Nó có thể giảm nhẹ cái eGFR ngay từ đầu, nhưng mà khi mà chúng ta ngưng thuốc là nó tăng lại liền. Và nó bảo tồn được 1,36ml độ lọc cầu thận mỗi 1 năm điều trị. Như vậy, cái tốc độ giảm độ lọc cầu thận ở cái nhóm empagliflozin nó ít hơn là 1,36ml phút 1 năm ở cái nhóm điều trị so với placebo. Và nếu như mà nhìn vào cái bên phải của cái slide này, khi mà diễn dịch cái lợi ích từ eGFR ra thành cái lợi ích lâm sàng, cái kết cục gộp ở trên thận, chẳng hạn như là bệnh nhân diễn tiến tới bệnh thận mãn suy thận cuối, phải lọc thận, thì mình sẽ thấy rằng
cái kết thúc nó không có ý nghĩa thống kê ha, thì có một vài cách để mà chúng ta xem xét lại cái kết quả này. Một cái nhận xét bạn có thể nói emalicosin nó không có lợi ích ở trên thận ha, nhưng mà nó không có đúng. Mà cái lý do nó không đúng là bởi vì bạn phải nhớ có rất là nhiều cái định nghĩa và có rất là nhiều cái nghiên cứu nó đã cho thấy lợi ích cái kết cục gộp ở trên thận. Có hai cái nghiên cứu ở trên thận dành riêng cho cái nhóm thức ức chế SGLT2 này luôn, và mình thấy là nó đã có hiệu quả bảo vệ. Và nếu như mà mình nói là nó không có lợi ích trên thận, vậy là không phù hợp. Thì mình thấy là trong HEPREF thì mình thấy EF mà dưới 40% thì có lợi ích. Ủa vậy thì tự nhiên trên 65 không có lợi ích nữa hay sao? Thì do đó là chúng ta phải phân tích lại và chúng ta nhìn cái kết quả này theo một cái hướng khác và có một cái lời giải thích khác. Có thể là cái việc giảm chỉ có 1,36 ml một phút này nó chưa có đủ đem lại lợi ích cho bệnh nhân. Thì cái điểm này nó cũng không phù hợp luôn. Bởi vì nếu mà bạn nhìn vào cái nghiên cứu meta-analysis bên tay trái, 47 nghiên cứu RCT, hơn 60.000 bệnh nhân, thì người ta giải thích rằng mặc dù eGFR nó chỉ là một cái surrogate outcome thôi, nhưng mà nếu chúng ta có thể làm chậm xấu đi của eGFR khoảng 0,75 ml một phút, thì rõ ràng là nó đã đem lại lợi ích trên thận với cái độ tin cậy là lên tới 96%. Trong khi đó trong nghiên cứu Embryo Preserve mình giảm được tới 1,36 ml/phút. Vậy thì cái lời giải thích theo cái góc nhìn của tôi là chúng ta sử dụng cái định nghĩa cái kết cục chính cho thận có vẻ nó không được thuyết phục. Nên nhớ đây là một cái bệnh nghiên cứu cho bệnh nhân suy tim. Nó không có quá nhiều bệnh nhân có suy tim hoặc là có đạm niệu, và do đó cái khả năng chúng ta thấy được kết cục xấu trên thận nó cũng sẽ thấp hơn. Và cái nghiên cứu này nó chỉ có theo dõi trong vòng 2 năm, chưa có đủ thời gian để mà bệnh nhân phải xuất hiện đến cái giai đoạn bệnh thận mãn giai đoạn cuối hoặc là chạy thận ha. Và người ta thường định nghĩa cái kết cục gộp á, là eGFR nó giảm trên 40%. Nếu mà chúng ta sử dụng cái ngưỡng này thì mình có thể không có loại trừ được cái những cái tín hiệu nhiễu, bởi vì sử dụng embarglifosin nó có thể giảm nhẹ eGFR, và do đó là lý do chúng tôi phân tích lại, chúng tôi tăng cái ngưỡng lên là giảm cái độ lọc cầu thận trên 50%, và chúng tôi thêm luôn cả cái biến cố tử vong do thận. Thì mình thấy lúc này cái đường biểu diễn nó đã lệch về phía trái, có cái lợi ích của cái embarglifosin, nhưng mà bởi vì cái số tuyệt đối biến cố nó ít hơn nên cái độ tin cậy của cái đường biểu diễn nó rộng ra hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì tương tự như Embryo Reduce thì chúng tôi cũng đo lường vào ba cái thời điểm 12, 32 và 52 tuần. Thì mình thấy cái thay đổi cái chất lượng cuộc sống nó tích cực ở cái nhóm điều trị bằng Embarglifosin ở cả ba cái mốc thời gian. Và mình thấy là cái triệu chứng nó cải thiện rõ rệt. Một cái điều nữa, câu hỏi xảy ra là vậy thì có phải cái lợi ích này nó xuất hiện trước 14 tuần hay không? Nhưng mà cái vấn đề mà trong cái slide này mà tôi đặt ra cho các bạn, nó chỉ đo lường cái chất lượng cuộc sống ở tại cái thời điểm 12 tuần là sớm nhất. Vậy thì không biết trước đó thì như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái phân tích khác ha. Người ta cũng đo lường những cái lợi ích ở trên cái phân độ NIHA của bệnh nhân. Thì mình thấy là cái lợi ích về chất lượng cuộc sống nó diễn ra rất là sớm ở tại 4 tuần. Và tiếp theo nữa là tôi muốn thảo luận với các bạn về tất cả mọi cái kết cục sử dụng. Dù cho bệnh nhân phải nhập ICU, CCU hay là sử dụng thuốc truyền tĩnh mạch hay là lợi tiểu, thì chúng ta thấy rằng nó đều có lợi ích ở cái nhóm sử dụng Embarglifosin. Tất cả các đường Kaplan-Meier nó đều tách ra rất là sớm và cái hiệu quả nó đạt được từ cái ngày thứ 18. Và do đó là chúng ta sử dụng cái thuốc này càng sớm thì bệnh nhân của chúng ta sẽ càng có nhiều lợi ích. Và trong cái slide này nó cũng không có cái gì mới ha. Nhưng mà có một cái điểm tôi muốn nhấn mạnh, đó là cái sự thay đổi về huyết áp của bệnh nhân ha. Tổng cộng là nó giảm được 1,2 ml thủy ngân. Mình thấy là cái tỷ lệ tuyệt đối để mà nhiễm trùng niệu sinh dục là nó chỉ có khoảng chừng 2% cao hơn so với lại cái nhóm mà
2,2% so với 0,7% ở cái nhóm placebo. Thì do đó chúng ta chỉ cần dặn dò bệnh nhân uống đầy đủ nước, giữ vệ sinh vùng sinh dục thì có thể hoàn toàn loại bỏ được cái tác dụng phụ này. Và mình thấy cái nguy cơ của nó chỉ có 2,2% mà thôi. Và mình cũng không có lo lắng gì về gãy xương hay là đoạn chi hay là tổn thương gan khi mà sử dụng empagliflozin. Và chúng ta cũng không phải lo lắng gì về nhiễm toan ceton và hạ đường huyết luôn. Và do đó là mình chỉ việc sử dụng thuốc và hướng dẫn bệnh nhân một cách phù hợp thì nó sẽ không có xảy ra hạ đường huyết cũng như là nhiễm toan ceton. Như vậy, để tóm tắt, cái nghiên cứu Emperor Preserve dùng để đánh giá trả lời ba cái câu hỏi. Cái nghiên cứu chính đó là cái biến cố gộp bao gồm tử vong tim mạch và nhập viện vì suy tim. Hay là biến cố phụ là tổng số lần nhập viện về suy tim và thay đổi độ lọc cầu thận. Cả ba cái kết cục này đều đạt được cái hiệu quả bảo vệ và rất là có ý nghĩa thống kê. Và khi mà chúng ta có thể thấy so sánh với những cái nghiên cứu khác trên đối tượng bệnh nhân suy tim, phân suất tống máu bảo tồn, thì đây là cái nghiên cứu duy nhất cho thấy cái lợi ích kể cả trên nghiên cứu và lâm sàng. Và khi mà chúng ta để Emperor Reduce và Emperor Preserve kế bên nhau thì mình thấy cái kết quả nó rất rất là đồng nhất. Và đây cho chúng ta thấy là một cái điều trị hiệu quả chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân suy tim của chúng ta, mà đặc biệt là mình thấy nó rất là lợi ích ở trên cái dân số châu Á. Tôi rất là vinh dự để mà có cơ hội chia sẻ cái bài nói này mà tôi rất là sẵn lòng để thảo luận. Rất là cảm ơn giáo sư Jarvis Butler cho cái hành trình xuyên suốt của chúng ta điều trị bệnh nhân suy tim dù cái EF là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái thảo luận về những cái chủ đề hot ha. Thì chúng ta đã có một số cái câu hỏi các bạn đặt ra rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta đến cái phần hỏi và đáp á, thì chúng ta sẽ thảo luận với nhau về một số cái chủ đề hot. Xin cái slide tiếp theo. Cái topic hot thứ nhất đó là tại sao mà cái cải thiện tử vong tim mạch nó không thấy được ha. Thì để nhắc các bạn lại một chút xíu, trong cái nghiên cứu Emperor Reduce thì cái kết cục chính á, nó là cái phối hợp giữa cái nhập viện vì suy tim và tử vong tim mạch. Cho đến nay không có cái nhóm thuốc ức chế kênh SGLT2 nào cho thấy nó cải thiện được cái tử vong tim mạch khi mà xét đến cái biến cố này một mình. Nó chỉ có lợi ích khi mà chúng ta xét nó trong cái biến cố kết cục gộp mà thôi. Mình thấy cái kết cục gộp nó khác biệt có ý nghĩa thống kê ở đây. Nếu như mà chúng ta tập trung vào từng thành phần ha, chẳng hạn là tử vong tim mạch hoặc là tử vong do mọi nguyên nhân, thì mình thấy là nó cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn như trong Emperor Reduce thì nó không khác biệt có ý nghĩa thống kê, nhưng mà trong DA3HF thì nó khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà mình thấy cái đỉnh trên của cái nghiên cứu DA3HF nó cũng là 0,98, tức là cái sự khác biệt này nó không có nhiều. Khi mà chúng ta đánh giá từng cái thành phần của cái biến cố gộp á, thì chúng ta lại phân tích nó từ cái bằng chứng chung. Vậy thì nhìn vào những cái nghiên cứu khác thì sao? Tử vong tim mạch như thế nào? Nếu như mà mình nhìn vào các nghiên cứu cho bệnh nhân đái tháo đường á, thì cái tử vong tim mạch một lần nữa nó lại cho thấy cái sự khác biệt ha, trong cái meta-analysis này với bác sĩ McGuire. Mình thấy rằng cái đường biểu diễn Forest nó lệch hẳn về cái phía cái nghiên cứu Embarek Outcome, và nó cũng cho thấy cái sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu. Và nó nhấn mạnh rằng nhìn chung đối với bệnh nhân đái tháo đường và có biến cố cũng như là nguy cơ tim mạch thì có thể như là cái tử vong tim mạch nó có thể giảm được khoảng 19%, tuy nhiên nó lại khác biệt giữa các nghiên cứu.
mình thấy là trong ba cái nghiên cứu Embarek Outcome, Canvas hay là Declare, đây tất cả là bệnh nhân đái tháo đường type 2. Nhưng mà cái lợi ích rõ nét nhất chính là cái empagliflozin trong nghiên cứu Embarek Outcome. Mình thấy empagliflozin nó giống như là một cái outlier có lợi ích trên tử vong tim mạch. Và mình cũng thấy tương tự như vậy ở trong cái nghiên cứu HEPREF, thì DABA nó có vẻ như giảm có nghĩa thống kê mặc dù là EMBA nó lại không. Nhưng mà cuối cùng cái tác giả của cái bài meta-analysis cũng đã kết luận rằng có vẻ như tất cả các loại thuốc ức chế kênh SGLT2 nó đều làm gia tăng cái sống còn tim mạch cho bệnh nhân. Và chúng ta cũng nhìn vào tất cả những cái bằng chứng cho những cái kết cục khác. Đầu tiên là cái kết cục gộp ở trên thận. Và mình thấy nó cũng có nhiều cái chồng lớn nhau giữa những cái kết quả nghiên cứu ha. Nhưng mà mình thấy là Embero Reduce nó giảm có ý nghĩa thống kê cái kết cục gộp ở thận. Nhưng mà DABA-HF thì lại không thấy cái chuyện này. Vậy thì kết luận là liệu rằng là DABA nó không bảo vệ thận tốt bằng EMBA sao? Nhưng nguyên là không ha. Thì tôi xin phép chia sẻ với các bạn về cái khái niệm tổng số những cái bằng chứng. Chúng ta phải nhìn vào rất là nhiều cái bằng chứng ha. Trong cái nghiên cứu đó, giữa các nghiên cứu với nhau, chúng ta không nên so sánh từng cái nghiên cứu với nhau, bởi vì mỗi cái nghiên cứu hay là cái phân tích subgroup của cái nghiên cứu này với subgroup của nghiên cứu khác, bởi vì nó thiết kế khác nhau, bệnh nhân khác nhau. Bởi vì lý do là tất cả những cái nghiên cứu này nó không được thiết kế để trả lời cái câu hỏi là về tử vong tim mạch. Thì chúng ta thấy rằng cái kết luận của nó là bệnh nhân có khả năng cải thiện được cái sống còn tim mạch mà thôi. Thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể nhìn vào cái dữ liệu mà mình có. Và mình đừng có cố gắng so sánh những cái phân tích subgroup từ cái nghiên cứu này với lại cái nghiên cứu kia, và cái khác biệt này có nghĩa thống kê, cái kia thì không có nghĩa thống kê. Và nó rất là khó để mà chúng ta có một cái câu trả lời hoàn hảo. Nhưng mà cái câu trả lời cuối cùng chúng ta thấy quan trọng nhất là cả hai nghiên cứu này không được thiết kế để đánh giá cái tử vong tim mạch. Rất là cảm ơn cho cái topic thứ nhất ha. Thì tôi xin phép comment một chút xíu cho cái vấn đề tử vong tim mạch ha. Thì không biết, hy vọng là ông không có phủ nhận tất cả những gì tôi vừa nói ha. Thì chúng ta đều là bác sĩ lâm sàng ha. Nếu như bạn có giảm khoảng đâu đó 6-7% cái nhập viện, làm thế nào mà bạn nói được cái giảm tử vong? Làm thế nào mà bệnh nhân suy tim đến cái bệnh viện, rồi sau đó họ được xuất viện? Hay là bệnh nhân nhập viện rồi bệnh nhân không qua khỏi, bệnh nhân tử vong? Nó rất là khó để cho chúng ta đánh giá cái tử vong tim mạch cho bệnh nhân ha. Mình thấy là trong cái nghiên cứu DABA-HF, cái chỉ số p-value nó khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên cái kết cục tim mạch nó không phải là cái kết cục chính của cái nghiên cứu ha. Và mình thấy là giữa cái nhập viện vì suy tim và cái tử vong tim mạch nó có liên kế chặt chẽ với nhau. Và do đó là chúng ta thấy rằng khi mà thiết kế những cái nghiên cứu này, người ta luôn sử dụng một cái kết cục gộp bao gồm nhập viện về suy tim và tử vong tim mạch. Thì trong cái nghiên cứu Embero Reduce á, thì mình thấy là cái thời gian nghiên cứu nó rất là ngắn, cho đến khi chúng ta có 600 cái event, thì 600 event nó phần lớn lại là nhập viện vì suy tim chứ không phải là tử vong tim mạch. Mình thấy là có hai cái lợi ích ở trên tử vong tim mạch ha. Thứ nhất là một cái thuốc có thể giảm ngay lập tức cái tử vong tim mạch cho bệnh nhân, chẳng hạn như là beta blocker, mình sẽ thấy được cái lợi ích tử vong tim mạch nó rất là sớm.
Nhưng mà khi bạn chờ cho cái cơ tim nó tái cấu trúc á, thì mình sẽ phải chờ rất là lâu. Và đối với tôi á, là giảm 30% cái kết cục gọt này thì chủ yếu của nó là giảm cái nhập viện vì suy tim. Và có vẻ như là chúng ta chưa theo dõi đủ dài để thấy được cái lợi ích trên giảm tử vong tim mạch. Và nếu như mà mình có cái thời gian theo dõi lâu lâu hơn thì mình sẽ thấy lợi ích ở trên cái bảo vệ tử vong tim mạch. Rất là cảm ơn Ra và Tha, bởi vì chúng ta sẽ nhìn nhận cái nghiên cứu nó theo một cách động học, tức là cái thời gian nghiên cứu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết cục của cái nghiên cứu. Thì giống như trong cái nghiên cứu DAPA HF cũng vậy, người ta thiết kế là cái số lượng biến cố nó nhiều hơn. Mỗi cái nghiên cứu chúng ta sẽ có một cái bộ data và chúng ta theo dõi từng cái data lần lượt với nhau. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chủ yếu là nó giảm được cái nhập viện về suy tim, và cái con số giảm tử vong nó dường như là nó chỉ có khuynh hướng thôi mà nó chưa có ý nghĩa thống kê. Thì rõ ràng là bởi vì cái nghiên cứu này nó không được thiết kế để chỉ thấy tử vong. Và mình thấy là cái lợi ích của suy tim á, nó rất là rõ, kể cả khi bệnh nhân giảm cái số lần nhập viện về suy tim. Và do đó là chúng ta phải phối hợp cả hai cái kết cục nhập viện và tử vong với nhau, bởi vì cái số lượng tử vong nó có thể không đủ để mà chúng ta tiến hành một cái nghiên cứu kiểu như thế này. Thì trong những cái nghiên cứu đối với thuốc beta blocker thì tôi cũng nằm trong cái hội đồng của cái ban nghiên cứu. Thì chúng tôi kết thúc cái nghiên cứu sớm, thì chúng tôi chưa kết thúc nghiên cứu cho đến khi chúng tôi thấy cái lợi ích sống còn của bệnh nhân. Bởi vì hồi xưa chúng ta nghĩ rằng ức chế beta là nó chống chỉ định cho bệnh nhân suy tim ha, và đó là lý do mà tại sao chúng ta phải xem xét tới khi mà bệnh nhân giảm được cái tử vong thì chúng ta mới biết chắc chắn là nó đem lại lợi ích cho họ. Và chỉ khi mà chúng ta nhìn vào những cái điểm trực diện như vậy thì mình mới thấy là nó có cái lợi ích tim mạch cho bệnh nhân. Rất là cảm ơn về cái phần thảo luận của giáo sư Javid Butler về cái động học của cái nghiên cứu. Một cái topic thứ hai cũng rất là tranh luận ha. Xin mời giáo sư Javid Butler. Mình thấy là cái việc bảo tồn chức năng thận á, nó có ý nghĩa thống kê ở cái nhóm điều trị bằng empagliflozin, nhưng mà sau biến cố gọt ở trên thận thì không có. Thì tôi xin phép trình bày lại ha. Có thể là trong phần trước tôi nói quá nhanh thì tôi xin lặp lại một chút xíu. Thì cái vấn đề ở đây là bên tay trái á, là cái việc giảm của EGFR và bên tay phải là cái biến cố gọt ở trên thận. Ở bên tay phải thì mình sẽ không thấy gì ha. Mình biết rằng những cái nghiên cứu đánh giá cái kết cục chính ở trên thận, người ta sẽ chọn rất là nhiều bệnh nhân có bệnh thận, bao gồm bệnh thận mãn, EGFR thấp hay là có đạm niệu rất là nhiều. Trong khi có những cái nghiên cứu suy tim này, người ta đâu có chọn đối tượng bệnh nhân suy thận. Mình thấy là cái độ lọc cầu thận trung bình khi mà bắt đầu nghiên cứu nó đâu đó khoảng 60 ml phút. Nhưng mà nó tập trung vào cái đối tượng bệnh nhân suy tim nên thành ra là cái thời gian nghiên cứu nó rất là ngắn, hay chỉ có 2 năm. Nếu mà đối tượng bệnh nhân có cái độ lọc cầu thận ban đầu là 60 hay 70 ml phút thì 2 năm mình đâu có thấy cái gì, bệnh nhân đâu có chạy thận, đâu có diễn tiến đến bệnh thận mãn giai đoạn cuối. Thì rất là khó để cho chúng ta thấy những cái biến cố ở trên thận. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích điều này như thế nào? Mình thấy là cái nhóm điều trị ha, nó có giảm một tí xíu cái EGFR. Nó có thể ảnh hưởng đến cái kết cục trên thận. Những cái bệnh nhân nhưng mà nghiên cứu những cái bệnh hiếm trên thận như là cái hội chứng Alport, thì nếu như mà giảm EGFR khoảng 30% thì tức là cái thận nó đã xấu rồi. Nếu như mà bệnh nhân có EGFR từ 60 mà nó giảm xuống 40 thì rõ ràng là rất là đáng kể. Đặc biệt đó là phù hợp cho những cái thuốc mà nó có không có ảnh hưởng quá nhiều lên cái huyết động học. Mình thấy những cái thuốc như là ức chế kinase L2 hoặc là ức chế men chuyển
nó ảnh hưởng lên cái huyết động học ở thận, và do nó sẽ làm giảm nhẹ cái độ lọc cầu thận ban đầu như thế này, và nó sẽ gây ra cái tín hiệu nhiễu ha. Nếu như bạn sử dụng cái giảm độ lọc cầu thận khoảng chừng 20-30% thì nó sẽ tạo ra những cái tín hiệu gây nhiễu ở tại cái mốc 40%, thì có thể cái nhiễu nó nhiều hơn. Và do đó là lý do khi mà chúng tôi mở rộng cái phân tích, chúng tôi chọn cái số lượng bệnh nhân nó giảm hơn 50% độ lọc cầu thận, thì chúng ta cũng đã nói về cái slide này rồi, tức là chỉ cần bảo tồn cái chức năng lọc cầu thận 0,75 ml/phút thì mình đã thấy cái lợi ích lâm sàng ở trên biến cố gột ở trên thận rồi. Và đây là cái mà tôi muốn nói ha, khi mà mình định nghĩa cái giảm độ lọc cầu thận từ 40% trở lên thì mình có thể là chưa phân biệt được cái tín hiệu nhiễu, và do đó chúng tôi phân tích một cái thứ hai, chúng tôi chọn là giảm hơn 50% cut off. Mình thấy là cái hiệu lực của chúng ta nó giảm đi, chúng ta sẽ không có thấy nhiều biến cố, nhưng mà chúng ta sẽ loại được rất là nhiều cái tín hiệu gây nhiễu. Thì mình thấy khi mà cái power nó giảm xuống thì cái độ tin cậy nó rộng ra. Tuy nhiên mình thấy cái tín hiệu có lợi ích trên thận bắt đầu nó lệch về đúng hướng rồi. Thì có thể cái phần hot topic này chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh ha, để dành cho thời gian cho câu hỏi. Bởi vì bây giờ chúng ta có quá nhiều câu hỏi rồi. Mình sẽ đến cái hot topic số 3 ha, trước khi mà chúng ta sẽ đến cái phần thảo luận. Thì có rất là nhiều cái phân tích subgroup về EF trong những cái nghiên cứu HEPREF, HEPPEF. Thì liệu rằng những cái bệnh nhân có cái EF cao có lợi ích hay không? Thì trong cái mô hình phân tích tuyến tính và trong cái mô hình phân tích spline thì mình thấy tất cả đều có cái lợi ích xuyên suốt bất kỳ cái EF nào ha. Thì ở những cái phân tích mà có cái EF nó cao hơn á, thì có thể là những bệnh nhân có thể là chẩn đoán lộn là HEPPEF luôn, bởi vì cái dấu hiệu lâm sàng nó rất là giống nhau. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta thấy dù là EF như thế nào thì mình thấy cái lợi ích của cái thuốc này nó đều đạt được. Thì cái việc giải thích lâm sàng là dù cho cái EF như thế nào mà bệnh nhân có dấu hiệu suy tim thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc emacrifusin. Thông điệp rất là rõ ràng ha. Và chúng ta bây giờ đã có một cái thuốc rất là hiệu quả sử dụng cho bệnh nhân suy tim, dù cho bệnh nhân có cái EF là bao nhiêu, từ cái mức phân sắc tống máu giảm dưới 40, mid-range 40-50, kể cả HEPPEF trên 50. Nhưng mà ở cái nhóm cao nhất của cái EF á, những cái bệnh nhân mà có EF trên 65% á, thì chúng ta không biết là đó có phải thực sự là suy tim hay không. Nhưng mà chúng ta muốn tạo ra cái sự dễ dàng cho tất cả mọi người. Nếu đã chẩn đoán là suy tim, có phân sắc tống máu bảo tồn rồi, thì có thể sử dụng emacrifusin ha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái hot topic thứ tư, so sánh giữa cái nghiên cứu Paragon HF và Embero Preserve. Thì bởi vì không có thời gian nên tôi xin phép đi nhanh ha. Thì khi mà chúng ta phân tích những cái nghiên cứu, đôi khi chúng ta nói là có ý nghĩa thống kê, không có ý nghĩa thống kê, thì chúng ta tập trung chủ yếu dựa vào chỉ số P. Nhưng mà tôi muốn giải thích các kết quả của những cái nghiên cứu dựa vào cái khoản tin cậy và cái hiệu lực điều trị của nó hơn là cái chỉ số P. Tức là chúng ta sẽ có cái vùng xám chứ không phải là chỉ có trắng và đen. Đây chúng ta nhìn vào cái hiệu quả của cái điều trị ha. So sánh giữa cái nghiên cứu Paragon HF và Embero Preserve, cái hiệu quả của Embacrifusin, cái hiệu lực của nó tốt hơn nhiều so với lại cái
Sacubitril. Mình thấy cái hiệu lực trong nghiên cứu Emerald Reserve nó tốt hơn ở trong nghiên cứu Paragon HF. Cho cả cái kết cục chính và những cái kết cục phụ, thì kết cục chính mình thấy cái hiệu lực của nó mạnh hơn ha. Nó giảm được 20%, trong khi đó ở Paragon HF là nó chỉ có 10% mà thôi. Đó là do tử vong tim mạch và nhập viện vì suy tim, hay kể cả cho lần nhập viện vì suy tim đầu tiên, tổng số lần nhập viện vì suy tim, kể cả tử vong tim mạch, mình thấy có vẻ như empagliflozin cái hiệu lực nó cũng mạnh hơn ở bệnh nhân HFpEF. Rất là cảm ơn ha. Thì chúng ta có rất là nhiều cái câu hỏi rất là thú vị ở đây ha. Thì cái câu hỏi đầu tiên là quay trở lại cái nhóm có EF 65%. Thì tại sao những cái bệnh nhân này có vẻ cái hiệu lực điều trị nó không có nhiều? Thì những bệnh nhân mà có bệnh lý amyloidosis, hay là có những cái bệnh lý khác, hay là những bệnh nhân chỉ có cái dấu hiệu giống như HFpEF mà người ta tham gia vào trong cái nghiên cứu, và cái dấu hiệu của họ giả bộ giống như là suy tim phân suất tố máu bảo tồn mà thôi. Vậy thì mình phải hiểu rõ rằng cái nhóm bệnh nhân này nó có thể có những cái lẫn lộn nhất định. Tại sao Emerald Reserve lại chọn bệnh nhân có cái EF cao hơn 40, mặc dù là từ 40 đến 50 nó chưa phải gọi là HFpEF? Thì lý do mà chúng tôi thực hiện cái này, thì chúng tôi không muốn bỏ cái nhóm bệnh nhân từ 40 tới 50 ha. Bởi vì trong cái nghiên cứu HFpEF á, là người ta chọn dưới 40, và nếu như mà chúng ta chỉ chọn trên 50 thì chúng ta sẽ bỏ mất một cái nhóm bệnh nhân từ 40-50 mình không có cái bằng chứng. Thì câu hỏi tiếp theo vẫn cho Javid ha. Tại sao NT-proBNP lại được xem là một cái tiêu chuẩn tốt ở trong lựa chọn bệnh nhân của cái nghiên cứu này? Mình thấy là cái NT-proBNP được xem là một trong những cái tiêu chuẩn chọn bệnh ha. Thì bệnh nhân phải tăng NT-proBNP, đặc biệt cho đối tượng bệnh nhân HFpEF. Trong nghiên cứu HFpEF thì EF nó thấp thì mình chẩn đoán luôn là bệnh nhân suy tim rồi, mình rất là chắc chắn. Trong HFpEF thì mình chưa chắc chắn nên mình phải thêm cái tiêu chuẩn NT-proBNP. Thì cái tầm quan trọng của cái kết cục trên thận như thế nào trên lâm sàng, đặc biệt là cái việc thay đổi của cái eGFR theo thời gian. Thì tôi muốn nhấn mạnh rằng trong cái nghiên cứu này, thì đây là một cái nghiên cứu đánh giá cả kết cục ở trên tim mạch và trên thận. Và mình thấy là cái kết cục thay đổi eGFR nó đã được xác định là một cái kết cục phụ, và mình thấy kết quả của nó rất là có ý nghĩa thống kê, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định điều trị lâm sàng của chúng ta. Mình thấy là nó có cái hiệu quả làm chậm đi cái diễn tiến xấu của cái chức năng thận theo thời gian. Và mình cũng thấy cái hiệu quả bảo vệ tương tự này trong cái nghiên cứu Emerald Reduce, kể cả cái kết cục gộp ở trên thận luôn. Thì đây rất là lợi ích cho những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thận ha. Và nếu như mà mình có thể giảm thiểu được cả cái biến cố trên tim mạch cũng như là thận thì nó sẽ rất là quan trọng. Đó là một cái lợi ích rất là rõ nét cho cái nhóm bệnh nhân, đặc biệt là đối với điều trị bằng cái nhóm thuốc ức chế kênh SGLT2. Và mình thấy nó lợi ích không chỉ là trên tim mạch mà còn cải thiện cả cái chức năng thận theo thời gian. Thì đây là một cái kết quả rất là quan trọng. Thì có một số cái câu hỏi ha.
chúng ta có thể khởi trị cái nhóm thuốc ức chế cơn SGLT2 cho bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện hay không? Câu hỏi trả lời ngắn là có ha. Chúng ta đã có dữ liệu từ cái nghiên cứu Solois ở trong những bệnh nhân đái tháo đường. Và nó có cái tín hiệu an toàn rất là tốt. Thì và những cái nhóm thuốc này bây giờ mình thấy cái tín hiệu an toàn của nó rất là rõ rồi, qua rất là nhiều cái công trình nghiên cứu, rất là nhiều cái dân số và kể cả bệnh nhân với COVID luôn, thì mình có thể khởi trị cái thuốc này miễn là sớm khi mà bệnh nhân ổn định, kể cả trong bệnh viện luôn không? Thì không biết là Jarvit thì sao, thì không biết là ông có ưu tiên sử dụng những cái thuốc khác trước khi sử dụng cái SGLT2 inhibitor hay là mình sử dụng tuần tự từng cái thuốc với nhau trên bệnh nhân suy tim, hay là bệnh nhân có thể sử dụng nhiều thuốc cùng một lúc. Thì tôi cũng có thể tham gia vào cái soạn thảo cái guideline của ESC. Thì tôi không có thích sử dụng lần lượt từng cái loại thuốc khác nhau ha, bởi vì đó là lịch sử rồi. Mình thấy là tiếp cận từng từng thuốc tăng liều dần dần thì rất là lâu bệnh nhân mới đạt được hết quả hiệu quả của các bảo vệ của cái thuốc này. Và tất cả những bệnh nhân của chúng ta nó cũng đều rất là khác biệt về cái cân nặng, cái tính chất bệnh lý cũng như là về cái huyết áp, và do đó và bây giờ tôi nghĩ là cái việc sử dụng ở lần lượt nó không còn phù hợp nữa, mà chúng ta phải sử dụng càng sớm càng tốt tất cả những cái loại thuốc mà nó có cái hiệu quả bảo vệ cho bệnh nhân, và tùy thuộc vào cái tính chất của bệnh nhân chúng ta sẽ sử dụng cũng như là chỉnh liều cái thuốc nó phù hợp nhất. Mà trong khi đó cái thuốc ức chế kênh SGLT2 là một cái thuốc rất là dễ sử dụng, mình sử dụng một lần một ngày full dose luôn, không cần phải chỉnh liều và hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân của chúng ta, thì chúng ta sẽ khởi trị và chỉnh liều những thuốc khác. Chúng ta có rất rất là nhiều câu hỏi ở đây. Chúng ta cố gắng trả lời những cái câu hỏi này rất là nhanh ha. Bệnh nhân suy tim nào thì không nên điều trị với thuốc ức chế kênh SGLT2? Chẳng hạn bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, hẹp động mạch chủ, hay là những bệnh nhân dị ứng về là thuốc ức chế kênh SGLT2. Ở cái huyết áp nào mà tôi không thể sử dụng cái thuốc ức chế kênh SGLT2? Thì tôi nghĩ là có thể khởi trị SGLT2 inhibitor với cái huyết áp tâm thu trên 100 ha. Nhưng mà tôi nghĩ là cái thuốc này nó rất rất là an toàn, trừ khi bệnh nhân tụt huyết áp rất rõ, có biểu hiện lâm sàng thì tôi mới không dùng. Còn lại thì huyết áp mà trên 100 thì chúng ta có thể sử dụng. Thì bởi vì chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà có huyết áp thấp từ đầu á, khi sử dụng thuốc thì nó tăng huyết áp lên. Đối với những bệnh nhân có những cái bệnh đồng mắc nào thì sẽ phù hợp nhất để sử dụng thuốc ức chế kênh SGLT2? Thì tôi không biết là cái chỉ định ở từng cái nơi của cái thuốc này nó sẽ khác nhau, nhưng mà dù cho cái chỉ định ở địa phương là bao nhiêu, mình thấy cái thuốc này nó có thể cải thiện được đường huyết, các chỉ số chuyển hóa, cân nặng, béo phì, và kể cả bệnh nhân tăng huyết áp nó cũng có lợi ích bằng cái thuốc điều trị này. Nhưng mình thấy rất rất là nhiều cái bệnh lý đồng mắc có thể được lợi ích từ cái điều trị này, kể cả bệnh thận mãn luôn. Câu hỏi tiếp theo là mình thấy là cái nhóm bệnh nhân có bệnh mạch vành hay không có bệnh mạch vành thì phân tích subgroup vẫn thấy cái lợi ích của cái thuốc này ha. Thì Trao không biết có thể trả lời cái câu hỏi liên quan tới kali máu hay không.
Thì chúng ta biết rằng cái việc sử dụng lợi tiểu nó hết sức là quan trọng cho những cái bệnh nhân có suy tim. Và khi mà chúng ta sử dụng đồng thời hai cái thuốc này với nhau thì khi tăng cái liều lợi tiểu, một số người có thể nhìn nhận là nó có thể làm xấu đi cái kết cục. Khi mà bệnh nhân bắt đầu với empagliflozin thì cái nồng độ kali của bệnh nhân có vẻ giảm thấp một chút xíu, thì đây là cái cơ hội để mà chúng ta tăng liều cái thuốc MRA, tức là đối kháng thụ thể mineralocorticoid lên. Thì tôi sẽ xin phép trả lời cái câu hỏi này ha. Cái thuốc này nó có làm hạ đường huyết hay không? Thì trong cái phân tích subgroup là không ha. Thì đây là một cái tin rất là tốt cho cái thuốc này. Bởi vì cái thuốc này nó chỉ giảm đường huyết khi mà đường huyết của bệnh nhân cao mà thôi. Ở cái mức mà đường huyết bình thường thì cái kênh SGLT2 nó chỉ được kích hoạt khi mà có quá nhiều đường ở trong nước tiểu thôi. Và mình thấy là ở trong những cái nghiên cứu an toàn ở trên suy tim hay là ở trên thận thì mình thấy là nó không gây hạ đường huyết, và cái tác dụng phụ này hoàn toàn tương đồng với placebo. Tiếp theo một câu hỏi khá là hay là tại sao cái kết quả của cái nghiên cứu HFpEF này nó chưa có vào cái guideline của ESC ha? Thì cái lý do là cái kết quả nghiên cứu này nó được trình bày chỉ có vài ngày trước khi cái guideline được biên soạn mà thôi. Và do đó cái ban soạn thảo guideline chưa có cái thời gian để mà đưa cái bằng chứng này vào trong cái guideline thực hành của ESC. Thì có thể đó là do cái thời điểm trình bày mà thôi. Và tôi tin chắc rằng ESC năm sau sẽ cập nhật cái guideline rất là sớm theo cái kết quả của cái nghiên cứu Emperor Preserve. Và hy vọng rằng kể cả cái nghiên cứu Deliver với DAPA-HF sẽ cũng được trình bày trong vài tháng sắp tới, thì cái guideline của ESC cũng sẽ cập nhật luôn cái thuốc này. Và hy vọng là cái bằng chứng của nó đủ mạnh để mà điều trị cho nhóm suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Vậy câu hỏi về cơ chế, tại sao cái thuốc này nó lại đem lại lợi ích cho bệnh nhân? Để mà tóm tắt rằng ha, nó cải thiện cả cấu trúc tim, cấu trúc mạch máu và cấu trúc thận, và nó cả cải thiện cả những cái mặt cơ chuyển hóa chất béo tạo ra rất là nhiều ATP. Và mình thấy tất cả những cái cơ chế này nó hoạt động kết nối với nhau, thì không có một cái cơ chế nào là duy nhất cả, mà nó phối hợp với nhau để tạo lên cái hiệu quả. Tôi có bệnh nhân có tăng huyết áp mà suy tim phân suất tống máu bảo tồn, thì đã sử dụng EMBA rồi. Vậy thì tôi sử dụng cái thuốc nào để điều trị tăng huyết áp mà nó, tôi nghĩ hai cái thuốc là sacubitril valsartan, spironolactone. Rất là nhanh và rõ. Nếu như mà bệnh nhân suy thận mãn mà diễn tiến tới chạy thận luôn thì mình có ngưng thuốc này hay không? Thì chúng ta có cái loại bệnh nhân này ở trong cái nghiên cứu Emperor ha. Tức là bệnh nhân bắt đầu nghiên cứu với cái độ lọc cầu thận là 20 và sau đó là người ta vô chạy thận luôn. Nhưng mà để nhắc các bạn một chút xíu, cái ngưỡng mà eGFR bệnh nhân chọn vào cái nghiên cứu Emperor là 20 ml phút, kể cả Emperor Reduce và Emperor Preserve. Nếu như mà bệnh nhân tụt cái eGFR nó tụt xuống thì sao? Chúng ta chưa có cái dữ liệu ha. Thì chúng ta, tôi không khuyến cáo các bạn khởi trị ở những bệnh nhân chạy thận, bởi vì mình chưa chưa có cái dữ liệu. Và mình cần thêm nhiều cái bằng chứng. Và bệnh nhân nếu như đang điều trị với thuốc ức chế kênh SGLT2 mà diễn tiến đến chạy thận, thì đây là ý kiến cá nhân của tôi sẽ tiếp tục điều trị cái thuốc này. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân suy tim mà đang chạy thận rồi thì tôi sẽ không khởi trị cái thuốc này.
Tôi nghĩ rằng mình đã trả lời hầu hết tất cả các câu hỏi, hay một cái câu hỏi nữa là về tiền đái tháo đường. Mình có sử dụng cái thuốc này cho bệnh nhân tiền đái tháo đường hay không? Jarvis. Nếu mà bệnh nhân nói về tiền đái tháo đường mà nếu điều trị suy tim thì chắc chắn là có rồi ha. Không ảnh hưởng gì tới đường huyết cả. Mình thấy nó luôn luôn có lợi ích cho bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên nếu như mà câu hỏi là chỉ sử dụng thuốc này để điều trị tiền đái tháo đường thôi, thì trong cái nghiên cứu Emperor Preserve nó cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh nhân diễn tiến từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường, và cũng có những cái dữ liệu cho thấy rằng rồi thì cái nhu cầu sử dụng insulin nó cũng thấp hơn ở cái nhóm điều trị bằng empagliflozin. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta tập trung vào điều trị về suy tim thì tiền đái tháo đường nó không là vấn đề. Tất cả mọi mức đường huyết đều có lợi ích khi điều trị với empagliflozin. Tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi thêm thời gian để mà mở rộng cái câu hỏi. Thì không biết là ông có thể ở lại thêm 5 phút nữa không? Bởi vì có quá nhiều câu hỏi. Nếu như mà mình dùng 4 thuốc với nhau, thì nếu như mà huyết áp của bệnh nhân tụt quá, đặc biệt là những bệnh nhân suy thận nữa, mà huyết áp nó mà tụt như vậy bởi vì mình biết là cái mục tiêu huyết áp của những bệnh nhân này nó sẽ là 130 hoặc 140. Thì mình thấy là cái mục tiêu huyết áp mà 130, 140 á, nó không có phù hợp với bệnh nhân suy tim, mặc dù là nó có thể tốt cho bệnh nhân suy thận ha. Và chúng tôi không có một cái ngưỡng dưới nào cho bệnh nhân, một cái ngưỡng huyết áp nào cho bệnh nhân suy tim nếu như bệnh nhân không hề có triệu chứng gì cả. Nếu như mà bệnh nhân không có triệu chứng mà có tụt huyết áp thì các bạn cần phải cẩn thận và chúng ta cần phải chỉnh liều cái thuốc cho phù hợp. Và tiếp theo, cái việc sử dụng cái thang điểm đánh giá nguy cơ thì làm sao mà sử dụng những cái thang điểm đánh giá suy tim này để đưa vào cái điều trị hàng ngày. Thì những cái thang điểm này nó sẽ không giúp quyết định là bệnh nhân nào sẽ được điều trị, mà cái thang điểm này dùng để phân cái nguy cơ của bệnh nhân. Khi mà sử dụng NT-proBNP và troponin T, chúng ta sẽ biết được rằng cái nguy cơ của bệnh nhân là bao nhiêu, tức là cái tiên lượng của họ như thế nào, đối tượng nào sẽ nhập viện hay là tử vong trong vòng 2 năm tới. Và mình có thể cá thể hóa, theo dõi bệnh nhân có thể là chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn, thảo luận với gia đình cái phương pháp điều trị. Và tôi nghĩ nó rất là cần thiết để mà đánh giá cái dự hậu cho bệnh nhân. Còn có hai câu hỏi nữa thôi ha. Về cái việc mà giảm cái tăng kali máu khi mà phối hợp giữa MIA với lại thuốc ức chế kênh SGLT2 á, thì cái cơ chế của nó là gì? Thì Giao có trả lời gì không? Mình thấy cái hiệu lực nó tốt hơn. Bởi vì bệnh nhân sử dụng cái thuốc kháng aldosterone sẽ có cái nguy cơ tăng kali máu cao. Thì cái cơ chế nó có thể liên quan đến cái việc thải kali qua đường nước tiểu ha, đồng thời nó cũng liên quan đến cái chức năng thận và giảm cái tần suất nhập viện về suy tim, nó cũng làm giảm đi cái tình trạng tăng kali máu của bệnh nhân. Câu hỏi cuối cùng ha, nếu mà bệnh nhân có HFpEF, bệnh thận mãn mà chạy thận gián đoạn á, thì có thể sử dụng empagliflozin hay không? Thì những cái bệnh nhân này nó đã bị loại trừ ra hầu hết tất cả những cái nghiên cứu về thận và tim mạch rồi.
Và do đó là chúng ta phải có rất là nhiều bằng chứng hoặc là những cái thiết kế cho những bệnh nhân đã chạy thận rồi để mà xem xét cái hiệu lực của cái nhóm thuốc này trên cái đối tượng chạy thận, nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng ta chưa có cái bằng chứng. Bởi vì họ không tham gia, họ không có tuyển những cái đối tượng bệnh nhân này vào cái nghiên cứu. Nhưng mà đương nhiên chúng ta phải cần có cái bằng chứng, chúng ta cần phải có một cái thiết kế nghiên cứu phù hợp cho cái đối tượng này. Thì tôi cũng đã nói chuyện với các công ty về thuốc ức chế kênh SGLT2 để thực hiện những cái nghiên cứu ở trên đối tượng chạy thận. Bởi vì vậy, bây giờ chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Chưa có cái nghiên cứu nào của beta blocker ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể ở trên bệnh nhân chạy thận rồi. Nhưng mà rất là nhiều bác sĩ thận học dùng những cái thuốc này rất là thoải mái trên lâm sàng mà không cần bằng chứng luôn. Không biết là hai speaker có cái lời cuối nào hay không? Rất là tuyệt vời ha. Rất là cảm ơn Jarvan, rất là cảm ơn Ferrara. Chúng ta có cái cơ hội để mà thảo luận với nhau. Và tôi hy vọng rằng cái chương trình này có thể giúp ích cho đồng nghiệp của chúng ta, đặc biệt là bác sĩ ở Việt Nam và các phần khác ở trên thế giới, để mà các bạn có thể tự tin trong điều trị bệnh nhân suy tim. À, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúng ta đã nghe hai nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất là Ampere Reduce, tức là dùng Empagliflozin chữa bệnh nhân suy tim phân suất tông máu giảm, định nghĩa là phân suất tông máu dưới bằng 40%. Thứ hai là nghiên cứu Ampere Preserve. Thì ở đây người ta dùng nghiên cứu trong bệnh nhân suy tim phân suất tông máu bảo tồn, phân suất tông máu trên lên bằng 50%. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên của chúng ta, ứng dụng nghiên cứu này sẽ áp dụng vào Việt Nam như thế nào? Thì các đồng nghiệp cũng biết là trong khuyến cáo Hội Tim Mạch Châu Âu và khuyến cáo Hội Tim Mạch Mỹ và trong cái hội nghị tim mạch sắp tới của Việt Nam đấy, chúng ta cũng cập nhật cái khuyến cáo. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ ứng dụng cái thuốc ức chế SGLT2, trong đó empagliflozin, trong điều trị suy tim phân suất giảm. Đồng thời với cái kết quả Ampere Preserve thì chúng ta cũng có thể dùng thuốc empagliflozin trong điều trị suy tim phân suất và bảo tồn. Thì các đồng nghiệp cũng biết là dùng điều trị suy tim phân suất bảo tồn, tức là suy tim tâm trương, rất khó. Hiện nay chúng ta chưa có thuốc nào cải thiện sống còn. Chúng ta chỉ có một số nghiên cứu chứng minh là giảm nhập viện nhưng cũng không mạnh. Và thường thường đó, điều trị suy tim bảo tồn chúng ta dùng lợi tiểu nhiều nhất. Do đó thì với kết quả nghiên cứu Ampere Preserve, chúng ta có thể dùng empagliflozin liều 10 mg trong điều trị suy tim phân bảo tồn. Còn đương nhiên đó, trong suy tim phân bảo giảm chúng ta có thể dùng empagliflozin chung với acne hoặc là ức chế men chuyển cộng với chèn beta và thuốc đối kháng andosterone. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta dùng spironolactone là nhiều nhất. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai của chúng ta là suy thận mức độ nào thì không dùng được ức chế SGLT2. Thì chúng ta thấy trong nghiên cứu
Emperor Prisak và Reduce, đô la cầu thận dưới 20 chúng ta không dùng. Trong nghiên cứu DAPA thì dưới 30. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ là trong giai đoạn đầu để an toàn thì chúng ta nên dùng những bệnh nhân đô la cầu thận từ 40 trở lên hoặc là 35ml một phút. Và nếu chúng ta dùng mức như vậy, chúng tôi nghĩ là sau tháng đầu tiên đó, chúng ta nhớ thử lại creatinine và chúng ta tính đô la cầu thận ước lượng. Câu hỏi thứ ba là suy tim với phân tử máu bảo tồn hiện nay nên điều trị như suy tim phân tử máu giảm không? Thì chắc chắn là không rồi. Tại suy tim phân tử máu giảm, chúng ta ít nhất chúng ta có 4 thuốc cải thiện sống còn. Thuốc thứ nhất là thuốc chữ A, Agni hoặc ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể angiotensin 2. Thuốc thứ hai là chèn beta. Thuốc thứ ba là ức chế androsterone, đó là spironolactone ở Việt Nam chúng ta dùng. Và thuốc tư hiện nay là chúng ta ức chế SGLT2 bằng glyphosate. Và tất cả bốn thuốc này đó đều là thuốc class 1 trong điều trị suy tim phế máu giảm. Còn suy tim phế máu bảo tồn đấy, hiện nay thì chúng ta để cải thiện sống còn, hiện nay chúng ta chỉ có mới có empagliflozin, có nghiên cứu Emperor Prisak. Còn lợi tiểu hoặc ức chế men chuyển hoặc acne đều không cải thiện sống còn. Với acne chúng ta có nghiên cứu Paragon HF, tuy nhiên cũng không kết quả, cũng không có mạnh. Bây giờ câu thứ tư của chúng ta là phân tích lợi ích của empagliflozin trên nhóm bệnh nhân suy tim bảo tồn có mức lọc cầu thận từ 25 đến 30 ml một phút. Thì chúng ta thấy là trên những nhóm bệnh nhân này đó, thì hiện nay thì tôi nghĩ là ở Việt Nam điều trị ngoại trú chắc tôi không dám dùng điều trị dùng cái empagliflozin. Còn nếu bệnh nhân nội trú ở mức 25 đến 30 chắc tôi dùng chừng 7 ngày tôi sẽ thử lại creatinine, tôi coi cái lượng nước tiểu rồi chúng ta có dám dùng tiếp hay không. Câu thứ năm là ức chế SGLT2 có dùng trong điều trị suy tim phế máu bảo tồn hay không? Thì câu này thì đúng những câu trả lời trên của chúng ta. Chắc chắn là chúng ta hiện nay với kết quả của Emperor Research, chúng ta có thể dùng trong điều trị suy tim phế máu bảo tồn. Câu thứ sáu là bệnh nhân có mức độ lọc cầu thận ước lượng 30-45, sử dụng giạc đơn có cần lưu ý gì không? Thì cũng giống như tất cả những bệnh nhân có độ lọc cầu thận giảm đó, chúng tôi nghĩ là các đồng nghiệp khi sử dụng ngoại trú đó thì sau 15 ngày thường tôi cho bệnh nhân thử lại creatinine hoặc chậm lắm là 30 ngày chúng ta phải thử lại creatinine máu xem thế nào đối với người bệnh. Câu thứ bảy là tác dụng phụ của loại thuốc này, thì tôi xin kể thêm là sáng nay tôi khám một bệnh nhân Hàn Quốc thì chúng ta biết là một cái tác dụng phụ bệnh nhân khó chịu nhất nên là bệnh nhân nam. Ông bảo uống cái này xong, thứ nhất là ông bất lực, thứ hai ông nhiễm trùng vào phần sinh dục. Thì cái ông Hàn Quốc này ông tra trong tài liệu đó, mặc dù chúng ta thấy trong Paraprizac đó thì cái nhiễm trùng vào phần sinh dục hoặc là đau đường nhiễm trùng đường niệu đó thì nó thấp hơn cả placebo. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng khi dùng cả hai DAPA glyphosate và empagliflozin, lâu lâu tôi cũng gặp bệnh nhân có nhiễm trùng đường niệu. Và như vậy lúc đó chắc chắn chúng ta phải ngưng. Tuy nhiên trước khi ngưng, ngưng hôm đó rồi tôi cho bệnh nhân thử lại, coi là bệnh nhân đó có nhiễm trùng đường niệu vì lý do khác không. Chúng ta không đổ tội tại SGLT2 inhibitor ngay. Đó là cái tác dụng phụ chúng ta thường gặp nhất. Còn những tác dụng phụ khác là thì chúng ta thấy hầu như không có cái lợi điểm là như vậy. Có bằng chứng cho thấy an toàn hiệu quả của empagliflozin khi sử dụng cho bệnh nhân suy thận cấp nhập viện hay không? Thì hiện nay chưa có chứng cứ nghiên cứu cho phép chúng ta sử dụng empagliflozin cho bệnh nhân suy tim cấp nhập viện. Chúng ta phải chờ kết quả nghiên cứu sắp tới thì chúng ta mới trả lời dám dùng. Hiện nay theo tôi nghĩ là suy tim cấp nhập viện tôi chưa dám dùng ngay. Có thể là cuối năm nay chúng ta có kết quả nghiên cứu này trên bệnh nhân suy tim cấp. Đồng nghiệp này hỏi là phối hợp SGLT2 với lợi tiểu như thế nào? Có nguy cơ rối loạn điện giải không?
Chúng ta biết là trong điều trị suy tim mạn đó, thì lợi tiểu, ở đây chúng ta nói là furosemide hoặc là tiazid, chúng ta thay đổi liều lượng tùy theo mức sung huyết của phổi. Trong khi cái SGLT2 chúng ta dùng liều cố định, thành ra tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể phối hợp, chúng ta thay đổi cái liều lợi tiểu. Khi nào bệnh nhân sung huyết nhiều, chúng ta tăng furosemide. Khi nào bệnh nhân giảm sung huyết, chúng ta có thể bớt lợi tiểu furosemide. Nhưng cái liều SGLT2 chúng ta vẫn có thể dùng cố định, thì đó là cái lợi của chúng ta. Ức chế SGLT2 chúng ta dễ dùng hơn là chúng ta dùng các thuốc khác. Đồng nghiệp hỏi nghiên cứu Ampere Reduce, Ampere Preserve cho thấy Ampaglogin mang lại lợi ích bệnh nhân suy tim bất kể mức độ EF. Theo thầy có nên sử dụng Ampaglogin trên mọi bệnh nhân suy tim này hay không? Tôi nghĩ là người thầy thuốc nào ấy, đứng trước các bệnh nhân luôn luôn cân nhắc. Bây giờ thứ nhất, tôi gặp bệnh nhân suy tim phát bão giảm thì chắc chắn là tôi nghĩ đến là chúng ta sẽ dùng Ampaglogin vì nó có lợi về cái tử vong tim mạch và nhập viện. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có dùng ức chế men chuyển hoặc ACNI vẫn là đầu tiên, rồi vẫn là chèn beta, vẫn thuốc sulfactone. Thì có một câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể dùng cái nào trước? Thì trên thực hành lâm sàng cho đến nay, tôi vẫn dùng ức chế men chuyển hoặc ACNI trước. Thuốc thứ hai tôi dùng sulfactone, và nếu bệnh nhân sung huyết nhiều tôi dùng lợi tiểu. Và chèn beta thì nếu tần số tim độ 60 chắc tôi không dám dùng ngay, thì lúc đó chắc chắn tôi đưa Ampaglogin trước. Còn nếu mà chèn beta dùng được, tôi vẫn dùng nếu tim nhanh. Vì chúng ta biết trong nghiên cứu chèn beta nó giảm 40% tử vong tim mạch, dùng được tôi vẫn dùng. Như vậy thì suy tim phát bão giảm chắc chắn tôi sẽ dùng. Suy tim phát bão bảo tồn thì thế nào? Thì hiện nay vừa dựa vào những chứng cứ khoa học, chắc chắn chúng ta nghĩ đấy được chế SGLT2 điển hình là Ampaglogin qua kết quả Ampere Preserve. Vì hầu hết các thuốc khác đều không cải thiện sống còn, đều không giảm nhập viện nhiều. Do đó chắc chắn đồng nghiệp có thể dùng được. Đồng nghiệp hỏi là có nên khởi trị sớm SGLT2 trên bệnh nhân đai tháo đường tiến triển suy tim không ạ? Thì cái này chúng ta nhìn lại cái khuyến cáo của ADA hội đai tháo đường Mỹ đó. Thì thuốc đầu tiên là metformin, thuốc thứ hai là SGLT2. Nhưng bây giờ nếu bệnh nhân tôi suy tim đó, thì tôi bệnh nhân có nguy cơ suy tim, ví dụ suy tim giai đoạn A chẳng hạn, thì tôi vẫn có thể dùng SGLT2 trước được. Đồng nghiệp này hỏi là xin tôi chia sẻ kinh nghiệm về theo dõi chức năng thận khi giải trí SGLT2, đặc biệt phù hợp với các thuốc có ảnh hưởng chức năng thận khác. Thì tôi nghĩ là qua kết quả những nghiên cứu của DAPA-HF, của Ampere Reduce, Ampere Preserve đó, thì chúng ta thấy SGLT2 cải thiện chức năng thận. Mà tuy nhiên chúng ta nhớ là người bệnh nhân Việt Nam, đặc biệt người bệnh nhân già đó, thường hay uống rất ít nước. Do đó thì thường là tháng đầu tiên thế nào, hoặc là hai tuần đầu tiên tôi thế nào tôi thử lại. Thứ nhất creatinine máu, thứ hai là iron đỏ. Sau đó đến tháng thứ nhất, tháng thứ ba và có thể là tháng thứ sáu, thì thường thường chúng ta chữa bệnh nhân suy tim thường 6 tháng chúng ta mới thử kỹ các xét nghiệm một lần. Thì nếu khi đã ổn định, các đồng nghiệp có thể để 6 tháng hoặc 3 tháng tùy tình trạng người bệnh đấy. Nếu bệnh nhân nặng đương nhiên chúng ta thử gần hơn. Đồng nghiệp này hỏi là khởi trị SGLT2 ở bệnh nhân nội trú và ngoại trú có lưu ý về huyết động hay không? Ngoài huyết áp, thể tích huyết áp thì chắc chắn là mình phải lưu ý chứ. Bây giờ nếu bệnh nhân mà về thể tích đó, nếu bệnh nhân mà thiếu dịch quá thì chắc chắn đâu có dùng SGLT2 hàng ngày. Và đồng thời huyết áp là chắc từ 100 mm thủy ngân trở lên tôi mới bắt đầu ức chế SGLT2. Và đương nhiên là chúng ta phải cảnh giác chức năng thận. Như chị đã trình bày lúc nãy, đồ lọc cầu thận thì có lẽ là từ 30-40 trở lên. Nếu nội trú 30 chúng ta dùng được. Còn nhịp tim thì ức chế SGLT2 không ảnh hưởng đến nhịp tim. Dù tần số tim là 50-60 chúng ta vẫn có thể dùng được. Câu hỏi các đồng nghiệp là suy tim kèm rung nhĩ điều trị SGLT2 có lợi không? Thì chắc chắn là vẫn có lợi chứ.
điều trị thế tư tư trên bệnh nhân suy tim cảm dung nhĩ có lợi. Tuy nhiên là thế này này, bệnh nhân suy tim cảm dung nhĩ trong cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam mà sắp cập nhật, đương đương các đồng nghiệp của phố với tôi đương soạn đấy, thì chúng ta luôn luôn chúng ta lưu ý điều trị cái rung nhĩ, chúng ta giữ cái tần số tim có thể khoảng độ 80 hay 90 lần một phút tần số thất đấy, và chúng ta điều nếu chúng ta có thể chuyển lại nhịp xoa được thì tốt, và không có chúng ta chấp nhận rung nhĩ. Còn đương nhiên ở đây chúng ta có thể dùng ức chế azelaetato. Đồng nghiệp hỏi là suy tim sung huyết kèm rối loạn đông máu trong sơ gan, trong sơ gan như thế nào? Điều trị thì chúng ta biết là bệnh nhân suy tim sung huyết đó, mà có sơ gan đó, thì chúng ta biết là trong sơ gan nếu rối loạn đông máu đó, chúng ta vẫn có thể dùng acne hoặc ức chế men chuyển được. Tuy nhiên nếu dùng ức chế men chuyển, tôi sẽ lựa ức chế men chuyển nào không chuyển hóa ở gan, cái thứ hai mà chuyển hóa ở thận nhiều hơn. Cái thứ hai là tôi vẫn dùng chèn beta được, nhưng nếu chèn beta thì tôi sẽ lựa chèn beta kiểu như bisoprolol hoặc nebivolol thì nó chuyển hóa 50% bởi gan, 50% thể tạng. Tôi sẽ dùng rất cẩn thận cái serolactone cho người vậy, và chúng ta có thể dùng SGLT2 inhibitor được. Đồng nghiệp hỏi có sự e ngại nào khi điều trị tiếp với ức chế SGLT2 bệnh nhân lại tái nhiễm trùng tiểu rồi nhập viện do suy tim mất bù, thì NTT tôi không biết hỏi là cái gì. Do nhiễm trùng tiểu thì bệnh nhân có nguy cơ giảm tuổi thọ sau mỗi lần tái nhập viện. Đồng nghiệp này hỏi là NT-proBNP có tăng rõ trong suy tim mất bảo tồn hay không? Nó giúp phân biệt suy tim mất bảo tồn và không suy tim bao nhiêu. Tôi nghĩ cái này em là hai câu hỏi khác nhau đấy nhé. Em chấp đây là một thì đầu Huyền Trang hỏi à. Bây giờ câu đầu tiên tôi trả lời trước nha. Bây giờ nếu bệnh nhân đã nhiễm trùng thì lúc thầy làm ở phòng khám đấy, nếu dùng SCT2 mà bệnh nhân nhiễm trùng tiểu, rồi nếu đã chứng minh là nhiễm trùng tiểu này mà có liên quan đến SCT2 chắc thầy phải ngưng. Nhưng đây nếu là bệnh nhân nếu là bệnh nhân nữ, thầy tìm ra là bệnh nhân nhiễm trùng tiểu hoặc là bệnh nhân nam nhiễm trùng tiểu rồi có nguyên nhân khác, thì sau khi chữa hết nhiễm trùng tiểu thầy có dùng lại SGLT2. Mà cũng có bệnh nhân ngộ lắm, dùng là một tuần sau họ đến họ nói là bác sĩ dùng xong tôi để đại tiểu khó, lúc đó thì mình bỏ luôn không dám dùng. Bây giờ đồng hỏi là NT-proBNP có tăng rõ trong suy tim bảo tồn không, thì thầy có tham gia nghiên cứu đại liver đó, thì cái tiêu chuẩn nó bảo lựa bệnh nhân phải có NT-proBNP trên 900 thì mới được lựa, do đó thì có tăng chứ không phải không tăng đó. Và ngưỡng giúp phân biệt thì thế này này, ngưỡng giúp phân biệt SGLT2 và không suy tim là bao nhiêu chắc thầy không rõ, nhớ rõ đâu, nhưng mà chúng ta nhớ là trong guideline châu Âu vừa rồi đó, cái ngưỡng sao thầy thấy nó rất thấp. Thầy đương đọc cái guideline 2021 của châu Âu thì trong suy tim cái ngưỡng NT-proBNP đó có trên 125 thì mình nghĩ đến suy tim thôi. Còn chúng ta đọc cái guideline cũ thì nó đòi hỏi là nếu mà trên 2000 chúng ta chắc chắn 2000 picogram ml là chắc chắn. Do đó thì thực ra thì không có ngưỡng nào chắc chắn cả. Nhưng mà nếu mà bây giờ nó bảo nếu mà bây giờ chúng ta bệnh nhân chúng ta nghĩ là suy tim phần dân tâm bảo tồn, chúng ta thấy đo NT-proBNP mà có độ 50 hoặc 70-80, nó bảo cho phép mình không nghĩ cái đó là do suy tim thì có lẽ là dùng cái đó được. Mỹ em đọc guideline châu Âu nó có, thì trong guideline của Hội Tim Mạch Việt Nam tháng 11 này thầy với nhóm của Hà Nội sẽ trình bày đấy, chúng ta cũng có ảnh ngưỡng đó. Rồi bây giờ câu hỏi tiếng Anh nữa, chúng ta đo phân suất tông máu và bệnh nhân rung nhĩ làm thế nào đo phân suất tông máu, thì bao nhiêu người chuyên nghiệp liên quan đến cái này, chắc chắn là có sự khác biệt đó chứ. Bây giờ nếu mình đo bằng ngay cả đo bằng TEM á, tách hồn đó, các đồng nghiệp phải đo ít nhất là 5 đến 10 lần chu kỳ đó, rồi các anh chị tính ra mới được đấy nha. Còn tuy nhiên nếu bệnh nhân mà bệnh nhân đo bằng 2D thì thực ra tôi không nhớ, lâu quá tôi không làm, tôi toàn đi dạy đó.
Thì nhưng mà có lẽ phải đo vài lần nó mới đúng. Cái này các tôi nghĩ là các em nào hỏi có thể tham khảo trong trong sách được đấy. Khi chúng ta đo bằng 2D thì chúng ta coi xong thấy. Mà sau này thì người ta đo bằng tốt báo bằng 3D nữa. Rồi bên đồng nghiệp hỏi là giải thích cơ chế cải tiến gen từ acetyl. Cái đồng nghiệp coi cái ông Butler nói ông giáo sư người Mỹ có trình bày nó có bốn cơ chế khác nhau, nó liên quan đến mạch máu, liên quan đến chức năng thận và có thể có cơ chế không rõ nữa, liên quan giảm thể tích tuần hoàn. Có một cái nữa tôi không nhớ, nó có rất nhiều cơ chế đấy. Và có đương nhiên là trong tất cả các thuốc này nó có thể có cơ chế mà bây giờ chúng ta chưa giải thích được. Bây giờ để bệnh nhân có suy tim phân tâm máu bảo tồn và có bệnh thần mà bệnh nhân đó lọc thận chu kỳ đó có dùng AMPA không, thì cái này thì giáo sư Giannat nói ngay là chúng ta không dùng vì chưa có nghiên cứu chứng minh, thì có lẽ mình đừng dùng, chờ nghiên cứu chứng minh dùng. Rồi như vậy đã cái ban tổ chức đã nói đã hết câu hỏi. Tôi cảm ơn sự tham gia của các đồng nghiệp trong buổi hội thảo. Tôi nghĩ là rất hay ngày hôm nay. Xin cảm ơn các đồng nghiệp.